Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 133. Bốn gã thuộc hạ phi thăng cảnh của Thịnh Bảo lập tức hành động, xông lên phía trước. Dương Bách Xuyên tiến lên một bước định động thủ, nhưng Mai Tỷ lại nói, Vân Tử, để ta và Tiểu Phượng Hoàng thử xem. Trong lòng Mai Tỷ biết rõ mục đích mà Dương Bách Xuyên dẫn hai người theo lần này là để trải nghiệm, ngắm nhìn thế giới, nói thật thì đây là lần đầu tiên nàng ấy đi trải nghiệm, phong cảnh nguy hiểm gì gì đó ở tu chân giới bọn họ đều chưa từng thấy qua. Càng không cần phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu, cơ bản đều như tờ giấy trắng. Tu luyện mấy trăm năm, nàng ấy bây giờ cũng xem như có chút thực lực, dù sao cũng là cơ thể chân long, theo lý mà nói nên phát huy thần thông của chân long, sau này còn phải trợ giúp Dương Bách Xuyên, không thể ở vân môn tiên cảnh để Dương Bách Xuyên bảo vệ mãi được. Có truyền thừa của chân long, Mai Tỷ biết rất rõ con đường phải đi sau này, nàng ấy càng biết rõ ràng rằng mục tiêu của Dương Bách Xuyên rất cao. Có lẽ hắn sẽ không ở lại tu chân giới quá lâu. Nàng ấy biết những bí mật của thế gian này mà người khác không biết, bởi vì có truyền thừa huyết mạch nên nàng ấy biết sự tồn tại của tiên giới, hơn nữa tiên giới cũng chưa phải là đỉnh cao của việc tu đạo. Cho nên sớm muộn gì Dương Bách Xuyên cũng sẽ phi thăng lên tiên giới, Mai Tỷ tin chắc vào điều này. Nàng ấy có cách nghĩ riêng của mình, cũng có chủ ý như vậy, trong lòng nghĩ nếu có tam giới bao la tồn tại, nàng ấy bằng lòng theo hắn bầu bạn. Mà hôm nay chính là bước đầu tiên. Dương Bách Xuyên nghe Mai Tỷ nói vậy cũng sửng sốt một chút, hắn ngẫm lại một chút, hắn cũng tò mò về thực lực của Mai Tỷ hiện giờ, tuy không biết Mai Tỷ mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Thậm chí hắn có cảm giác lần này Mai Tỷ sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ. Thịnh Bảo có bốn thuộc hạ phi thăng cảnh, hai trung kỳ hai hậu kỳ, ở tu chân giới tuyệt đối có thể xưng là cao thủ. Nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng Mai Tỷ. Hơn nữa còn có Tiểu Phượng Hoàng ở đây, một người là chân long, một người là phượng thần, đều là thần thú cấp cao, đối phó với bốn tu sĩ phi thăng cảnh hẳn là không vấn đề gì. Hắn lập tức gật đầu, cẩn thận. Dương Bách Xuyên đã đồng ý. Mai Tỷ kéo tay Tiểu Phượng Hoàng nói, San Hồng, hai tên phi thăng cảnh hậu kỳ giao cho ta, hai tên trung kỳ giao cho muội, không vấn đề chứ? Không thành vấn đề, Mai Tỷ tỷ. Vậy xử lý chúng đi. Nói xong Mai Tỷ buông tay Tiểu Phượng Hoàng, tiến lên phía trước trực tiếp đánh ra một chưởng với hai tên phi thăng cảnh hậu kỳ. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên thấy một luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ lòng bàn tay Mai Tỷ cùng với móng vuốt rồng mơ hồ xuất hiện sau khi nàng ấy tung ra một chưởng. Gần như cùng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng di chuyển rồi biến mất trong không trung, toàn thân cháy lên ngọn lửa đỏ rực, tấn công hai tu sĩ phi thăng cảnh trung kỳ. Đôi tay nhỏ bé tung ra một ngọn lửa lớn. Rầm rầm, tiếng nổ lập tức vang vọng khắp nơi. Hai bên bắt đầu giao chiến. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi, hắn đã yên tâm rồi, vừa nãy lúc bắt đầu giao chiến, hắn cảm nhận được sức mạnh của Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng tuyệt đối mạnh hơn bốn tên thuộc hạ của Thịnh Bảo. Hơn nữa lúc này Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa biến hình, nếu biến về chân thân sẽ càng mạnh hơn nữa. Sắc mặt đám thuộc hạ của Thịnh Bảo vô cùng khó coi. Bọn chúng biết hai nữ nhân một lớn một nhỏ này khó đối phó, hơn nữa vừa rồi lúc giao chiến bọn chúng cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ. Hai người này không phải nhân tộc mà là yêu tu, cũng không biết là loại yêu gì. Dùng trận phục yêu đi. Đúng lúc này Thịnh Bảo lên tiếng, gã kinh ngạc, cảm thấy nữ tử và tiểu cô nương kia đều là yêu tộc hơn nữa cũng không phải yêu tộc bình thường, liền biết bốn thuộc hạ của gã không phải đối thủ, rất có thể sẽ phải chịu thiệt, bốn người này đều đi theo gã từ nhỏ. Từng tu luyện trận phục yêu ở đảo Tán Tiên. Phục yêu là trận pháp đặc biệt nhằm vào yêu tộc, gã liền lên tiếng bảo bọn họ sử dụng trận pháp phục yêu. Bốn người nghe vậy trong tay đều xuất hiện pháp khí, mỗi người cầm một thanh trường thương, xếp thành một hàng, đột nhiên bay lên trời, sau đó một người trong số họ trầm giọng, phong. Người thứ hai tiếp lời, khởi, chấn, sát. Bốn người phối hợp với nhau, trường thương tỏa ra ánh sáng bạc. Sấm sét vây quanh họ rồi phân tán xuống tạo thành một trận pháp bao bọc Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng bên trong. Linh khí thiên địa vô cùng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Trận pháp nhất thời bao phủ không thể nhìn thấy bóng dáng Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, mà bốn luồng ánh sáng mạnh mẽ hướng vào trong trận pháp. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng căng thẳng muốn ra tay, hắn không nhìn ra trận pháp phục yêu của bốn người này là gì, chỉ cảm thấy trận pháp này rất cổ xưa. Rất tà môn, hắn chưa từng tiếp xúc với trận pháp kiểu này.
Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, trong trận pháp cũng phát ra tiếng động. Ngao! Gừ! Đó là tiếng của rồng và phượng. Dương Bách Xuyên dừng lại. Hắn ta lo quá hóa loạn, ngược lại quên mất Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ chưa biến về bản thể. Sau khi Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng trở về bản thể mới là trạng thái thực lực tu vi mạnh nhất. Lúc này dù là Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng hay bốn tên thuộc hạ của Thịnh Bảo cũng đều ở trong trận pháp, bên ngoài không thể nhìn rõ tình hình bên trong thế nào. Thịnh Bảo tự tin lộ ra ý cười, gã vô cùng tin tưởng trận Phục Yêu và bốn thuộc hạ của mình, bởi vì trận pháp Phục Yêu này do Đảo Tán Tiên lưu truyền, gã đã chứng kiến uy lực của nó, đừng nói là hai tên yêu tu, 10 tên yêu tu cũng có thể trấn áp. Mặc dù Dương Bách Xuyên không dám nắm chắc, nhưng hắn cũng tin tưởng Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, bởi vì hai nàng ấy một người là Chân Long, một người là Phượng Hoàng, đều là thần thú. Bên trong trận pháp vang lên những âm thanh kinh thiên động địa. Lúc này Trịnh Bân Bân cũng có chút lo lắng nói, Vân Tử, Tiểu Phượng Hoàng các nàng ấy sẽ không sao chứ? Trong cuộc đại chiến Thiên Trảm năm đó, Trịnh Bân Bân đã gặp qua Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, khi đó bọn họ cũng chưa mạnh. Dương Bách Xuyên không trả lời, Thiên Hồ cũng đã khôi phục hình người, biến thành hồ yêu nữ quyến rũ khiến người ta không dám nhìn thẳng, nói, yên tâm đi, đường đường là thần cầm Phượng Hoàng và Chân Long, nếu không đối phó nổi bốn tên tu sĩ phi thăng cảnh thì yêu tộc đã bị diệt từ lâu rồi. Thiên Hồ tiền bối. Lần này Dương Bách Xuyên đã có thời gian chào hỏi Thiên Hồ, đều là người quen cùng nhau chiến đấu năm đó, cũng không mấy xa lạ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không dám đối diện với Thiên Hồ. Ân cần chào hỏi một tiếng rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác, hắn sợ nhìn Thiên Hồ quá lâu sẽ không thể khống chế bản thân. Hết cách rồi, tộc cửu vĩ Thiên Hồ trời sinh đã quyến rũ mê hoặc, thế gian này có mấy ai có thể cưỡng lại, ít nhất thì bây giờ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình chưa đủ bình tĩnh để đối mặt với Thiên Hồ. Ha ha ha, tiểu tử này, mấy trăm năm không gặp, người đã là cao thủ phi thăng cảnh rồi, sao còn đối xử với tỷ tỷ như vậy, có phải tỷ tỷ chưa đủ đẹp không? Thiên Hồ quyến rũ vẫn thích trêu chọc Dương Bách Xuyên như trước kia. À, đẹp, Dương Bách Xuyên đỏ mặt nói. Hừ, lúc này Trịnh Bân Bân hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Dương Bách Xuyên một cái, đừng hòng có ý đồ với sư phụ ta. Đồ nhi ngoan, chúng ta nói chuyện khác đi, ha ha ha. Thiên Hồ cười khúc khích. Dương Bách Xuyên cũng thích đấu võ mồm với Trịnh Bân Bân, liền tiên lên nhỏ giọng nói vào tai nàng ta, là sư phụ ngươi trêu chọc ta mà. Ngươi, Trịnh Bân Bân vừa định nói gì đó thì trận pháp đột nhiên phát ra tiếng nổ, trận pháp bị phá giải. Ngao, gừ, ngay sau đó Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng cũng gầm lên rồi bay lên cao. Chân Long, Phượng Hoàng, lúc này người của Sơn Hải môn xung quanh kêu lên. Thịnh Bảo cũng sửng sốt, không ngờ hai tên yêu tộc này lại là Phượng Hoàng và Chân Long. Gã ngây ra một lát nhưng lại không hề sợ hãi. Ngược lại trong mắt rực lửa, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, thu phục hai thần thú này. Gã có sự tự tin này. Mà sau khi trận pháp bị phá giải, bốn thuộc hạ của gã biến thành bốn cái xác cháy đen, nhưng Thịnh Bảo cũng không để tâm. Bây giờ trong mắt gã chỉ có Chân Long và Phượng Hoàng. Gã từng ở đảo Tán Tiên nên hiểu rõ lợi ích của thần thú hơn ai hết. Nghĩ đến đây, Thịnh Bảo đột nhiên bay lên trời, trực tiếp bay về phía Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên vẫn luôn để mắt đến Thịnh Bảo thời thời khắc khắc, phát hiện gã đột nhiên bay đến chỗ Tiểu Phượng Hoàng, hắn lập tức biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó xuất hiện trước người Tiểu Phượng Hoàng và Mai Tỷ. Chỉ thấy Thịnh Bảo tung ra một quyền, Dương Bách Xuyên không chút do dự đáp trả bằng một quyền tương tự. Phía chân trời phát ra tiếng nổ vang vọng. Năng lượng khổng lồ lan rộng bốn phía. Dương Bách Xuyên lùi về sau 3 mét, trong lòng có chút kinh hãi. Hắn vốn tưởng Thịnh Bảo này là một tên ăn chơi trác táng, không ngờ trên người gã có sức mạnh pháp tắc, Dương Bách Xuyên lập tức cảnh giác nói với Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, hai người lui ra đi, chỗ này giao cho ta. Mà lúc này Thịnh Bảo cũng khiếp sợ không kém Dương Bách Xuyên, gã nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên hồi lâu mới nói, thú vị, không ngờ tu chân giới có người có thể lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc, Dương Bách Xuyên, ngươi xứng đáng để bổn thiếu đích thân ra tay. Thịnh Bảo còn tưởng Dương Bách Xuyên sợ. Vừa mừng thầm trong bụng vừa đáp, giỏng tai lên nghe cho kỹ đây, sư tôn của ta chính là Cửu Sơn Chân Nhân, Tán Tiên ngũ chuyển điên phong đấy. Trên đảo Tán Tiên, người được tôn làm chân nhân, tương đương với tiên nhân ở tiên giới, nhưng không phải tiên nhân tầm thường đâu, đúng là ở tu chân giới, thằng danh nhà ngươi rất mạnh,
nhưng vẫn chưa đủ để làm đối thủ của tiên nhân. Trong mắt tán tiên, tu chân giả chẳng khác nào con kiến cả. Dương Bách Xuyên bật cười sang sảng, ha ha, hóa ra sư tôn của ngươi là tán tiên ngũ chuyển. Vì quá đắc ý nên Thịnh Bảo không hề nhận ra giọng điệu trào phúng của tên họ Dương nào đó, đúng thế. Có điều còn chưa nói hết câu thì Thịnh Bảo đã lập tức bị một câu của Dương Bách Xuyên chặn họng, suýt nữa chết nghẹn. Tán tiên ngũ chuyển thì có gì to tát, nói thật, sư phụ tán tiên mà ngươi chuyên môn tới trước mặt ta khoe khoang chẳng khác nào vai hề nhảy nhót cả, ha ha ha. Cuối cùng tên họ Dương cũng không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, trên đời này lại có người dám hiên ngang xông tới trước mặt hắn khoe sư phụ tán tiên hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một sư phụ tán tiên ngũ chuyển mà thôi. Sư phụ của họ Dương hắn đây, tán tiên được xưng là vua chiến đấu trong các vua, chính là tán tiên chí tôn, là thập nhị kiếp tán tiên điên phong đấy, nhưng hắn có bồ bồ miệng đi khoe không? Lúc này, Dương Bách Xuyên rất muốn lớn tiếng nói với Thịnh Bảo rằng, sư phụ của ông đây là thập nhị giai tán tiên chi vương đấy. Nhưng, trước giờ ông cụ vẫn luôn ngủ say, hơn nữa còn ở trạng thái thần hồn, chứ chưa từng dùng thân xác thật để xuất hiện. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định bỏ qua, tự ảo tưởng một chút trong lòng là đủ rồi. Thật ra hắn không tính cười đâu, nhưng thật sự nhìn không nổi nữa. Chỉ là đồ đệ của một tán tiên ngũ chuyển mà dám đứng trước mặt đồ đệ của thập nhị kiếp tán tiên để khoe sư phụ, cảnh tượng này đúng là quá buồn cười mà. Nếu so cha, không đúng, là so sư phụ, họ Dương hắn đây mà xếp hạng 2, thì ở tu chân giới này không ai dám đứng hạng nhất. Hành động này của Dương Bách Xuyên đã chọc giận Thịnh Bảo. Láo xược, dám cười nhạo sư tôn của ta, đi chết đi. Thịnh Bảo không kiềm nén nổi cơn giận, tức tối phóng cái vèo tới trước mặt Dương Bách Xuyên, rồi độ một tung ra một cú đấm, băng hàn thiên địa, chết đi. Cú đấm này vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp, trên nắm tay của Thịnh Bảo xuất hiện quầng sáng màu bạc chói mắt, sau đó biến thành khí lạnh, một lượng lớn linh khí trong thiên địa lũ lượt kéo về phía hắn ta với tốc độ mắt thường cũng thấy được, sau đó tập trung vào hết nắm đấm. Dương Bách Xuyên khẽ híp mắt quan sát, hắn cảm nhận được rất rõ sau khi linh khí trong thiên địa tiến vào người Thịnh Bảo, chuyển vận một vòng rồi thoát ra ngoài thì đều đã biến thành khí lạnh buốt xương. Dù đứng cách rất xa cũng cảm nhận được khí lạnh chết người đó. Nhưng linh khí trong thiên địa có thể hóa thành khí lạnh được hả? Dương Bách Xuyên biết rất rõ linh khí thiên địa là gì, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy linh khí thiên địa nào có thể biến đổi thành khí lạnh cả. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của cú đấm này của Thịnh Bảo không hề tầm thường, đúng hơn thì đã vượt qua sức mạnh chân khí. Linh khí thiên địa nhưng lại buốt giá đến tột độ, cũng là một loại sức mạnh. Nhưng lại ẩn chứa thế cường đại của thiên địa. Theo sự hiểu biết của hắn thì thế thiên địa này chính là sức mạnh pháp tắc, Hắc Liên cũng từng nhắc tới chuyện này rồi, sức mạnh pháp tắc là thứ sức mạnh trên cả bất cứ thiên địa nào. Nhưng sức mạnh đến từ một đấm này của Thịnh Bảo lại vô cùng chân thực, đây là chuyện bất khả thi. Dương Bách Xuyên bắt đầu thấy loạn rồi đó, không phải sức mạnh pháp tắc chỉ là một dạng thế thiên địa thôi sao? Nhưng cú đấm của Thịnh Bảo hiện tại không chỉ ẩn chứa thế thiên địa, mà còn có cả sức mạnh được thực chất hóa, có lẽ là giống hoặc cũng có thể vượt xa sức mạnh chân nguyên, rốt cuộc đó là thứ sức mạnh gì vậy? Dương Bách Xuyên nhạy bén nhận ra nguy hiểm đang rình rập. Suy nghĩ trong đầu khiến Dương Bách Xuyên không dám xem thường đối thủ, vội gọi kiếm đầu long ra, dùng toàn lực vung tay, chém một nhát về phía Thịnh Bảo, kiếm phá không. Chạm! Cùng tới tiếng xé gió chói tai, vết nứt không gian khẽ khàng xuất hiện, cuối cùng va chạm với một đấm của Thịnh Bảo. Hiện trường lập tức nổ tung, dao động năng lượng cực mạnh xuất hiện, lan tỏa khắp nơi như gợn sóng. Vụ nổ lan ra bốn phía, khiến đám đệ tử Sơn Hải Môn đang đứng ngoài quan sát trận chiến bỗng hét lên thảm thiết. Những đệ tử có tu vi thấp trực tiếp bị dư âm của vụ va chạm giết chết. Ngay cả tu sĩ thực lực cao cường một chút cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là phun cả máu. Trên người Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng cũng tức tốc tỏa ra quầng sáng mãnh liệt để bảo vệ Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ. Lần này, chỉ có tu sĩ đại thừa cảnh là không bị dư chấn của vụ ca chạm làm tổn thương, còn tu vi dưới đại thừa cảnh thì không một ai may mắn thoát khỏi cả. Không chỉ tổn thất 20-30 đệ tử vừa độ kiếp mà các đệ tử độ kiếp kỳ cũng bị thương nặng tới phun cả máu. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất cũng là do họ đứng quá gần chiến trường. Chỉ trong phút chốc, các trưởng lão của Sơn Hải Môn sợ hãi quát lớn,
các đệ tử mau rời khỏi đây. Sao sao sao? Khụ khụ. Sau khi dư chấn tan biến, khí huyết trong người Dương Bách Xuyên sôi trào, chỗ khóe miệng còn đọng cả vết máu. Xem ra hắn đã coi thường Thịnh Bảo, nên giờ mới trúng chiêu. Sức mạnh mà cú đấm của Thịnh Bảo phát ra là thứ sức mạnh từ sự kết hợp hoàn hảo giữa linh khí và thế của thiên địa, mạnh hơn hắn rất nhiều. Xem ra ở phương diện này có ẩn giấu vấn đề nào đó rất lớn, hoặc cũng có thể hắn đã bỏ lỡ điều gì đó chăng? Trong mắt Dương Bách Xuyên lúc này, Thịnh Bảo chẳng khác nào một kẻ có thói sĩ diện hão, còn là loại không biết tự giới hạn. Đây cũng chính là hạng người mà họ Dương không ưa nhất, hắn nhếch mép cười khẩy, nói thẳng, hôm nay ta sẽ đánh ngươi một trận ra trò, ai bảo cứ thích làm màu cơ. Thú thật lúc phát hiện loại người này mà cũng sở hữu được sức mạnh pháp tắc, hắn cũng thấy hơi ngạc nhiên, vì theo lời Hắc Liên thì những tu sĩ có thể lãnh hội được sức mạnh pháp tắc ở giai đoạn tu chân đều là kỳ tài với thiên phú cao tận trời cả. Và Thịnh Bảo chính là người đầu tiên có sức mạnh pháp tắc mà hắn gặp được. Nhưng từ cú đấm trong trận chiến ban nãy, Dương Bách Xuyên đã nhận ra sức mạnh pháp tắc của đối phương vẫn chưa đủ để hắn phải bận tâm, vì nó cùng lắm mới chỉ ở mức nhập môn, hay đúng hơn là mới chạm tới ngách cửa mà thôi, nếu so sánh kỹ thì chắc chắn không mạnh bằng hắn. Vì vậy thái độ của tên họ Dương với Thịnh Bảo là xem trọng nhưng không sợ hãi. Đúng lúc này, Thịnh Bảo tức tối lên tiếng, ếch ngồi đáy giếng, từ lâu đã nghe đồn ngươi rất cuồng ngạo, giờ xem ra điều đó không hề sai. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là truyền nhân của tán tiên mạnh nhất. Phụt, Dương Bách Xuyên vốn đang nghiêm túc nghe Thịnh Bảo nói chuyện, nhưng tới chỗ này thì thật sự không kiềm nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Truyền nhân của tán tiên mạnh nhất. Dương Bách Xuyên bỗng chẳng vội ra tay đập cái tên này nữa, thay vào đó là tò mò hỏi han, ý của ngươi là ngươi có một sư phụ tán tiên vô cùng cường đại sao? Thịnh Bảo nghiêm mặt, để lộ biểu cảm kiêu ngạo, nói, chính xác. Sư tôn của bổn thiếu chính là Cửu Sơn chân nhân của đảo Tán Tiên, là một người tiếng tăm lẫy lừng trên đảo, giờ bổn thiếu cho ngươi một cơ hội, mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn thiếu, sau đó ngoan ngoãn bồi thương, vậy có lẽ bổn thiếu sẽ tha cho ngươi tội chết. Dương Bách Xuyên, bổn thiếu biết ngươi là ai, nhờ một đám nghiệt xúc ở tu chân giới mới có thể xưng vương xưng bá, bước lên vị trí của ngày hôm nay, nhưng bổn thiếu xin nhắc cho ngươi nhớ, núi cao còn có núi cao hơn. Bất cứ cường giả nào xuất thân từ đảo Tán Tiên cũng có thể dễ dàng giết chết đám yêu tu nghiệt sức của ngươi như trở bàn tay đấy. Vượt trên tu chân giới không phải thánh địa, mà là đảo Tán Tiên, báo cho thằng danh nhà ngươi một tin nhé, sắp tới, số người bước ra từ đảo Tán Tiên không chỉ có một mình bổn thiếu thôi đâu, thánh tử của thánh địa Vạn Linh đã bị ngươi phá hủy cũng sắp tái xuất giang hồ rồi đó, và ở đảo Tán Tiên, sư tôn của hắn ta cũng không phải loại tầm thường, tóm lại thì ngày tàn của ngươi đã đến rồi. Vốn ta định ra ngoài tìm ngươi, nhưng nếu hôm nay thằng nhãi nhà ngươi đã tự mò tới cửa, vậy cũng đỡ tốn công. Mau ngoan ngoãn thần phục bổn thiếu, sau đó dẫn hai con thần thú của ngươi tới khuất phục dưới chân ta, vậy ta sẽ miễn cho ngươi cái tội dám mạo phạm Bách Luyện Sơn Trang, đồng thời bảo vệ ngươi khỏi thánh tử Vạn Linh. Phải biết, thằng nhãi nhà ngươi đã hủy diệt thánh địa Vạn Linh của người ta, ít ngày nữa thánh tử Vạn Linh sẽ rời khỏi đảo Tán Tiên, đến lấy mạng ngươi. Tới lúc đó ngươi sẽ chẳng còn kết cục nào khác ngoài hồn phi phách tán. Thật ra Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với người tới từ đảo Tán Tiên rồi, có điều thật không ngờ thánh địa Vạn Linh vẫn còn sót lại một thánh tử sống trên đảo Tán Tiên. Hèn gì bây giờ hắn hiếm khi nhìn thấy thánh tử hoặc thánh nữ của các thánh địa, hóa ra là họ cũng giống như Thịnh Bảo trước mặt hắn, bị đưa tới đảo Tán Tiên để tu luyện. Nhưng với hắn mà nói thì chẳng có gì khác biệt cả, Thịnh Bảo luôn miệng đe dọa. Nhưng thực tế thì cứ chần chừ không ra tay, giờ nghe hắn ta nói vậy, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng biết được ý đồ của hắn ta, hóa ra thằng danh này đang nhăm nhe Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng. Đúng là thần thú loài chim rất nổi tiếng, không một tu sĩ nào nhìn thấy mà có thể kiềm nén không động lòng cả. Có điều, hắn ta đã tính sai rồi. Nếu Dương Bách Xuyên dám dẫn theo Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng đến tu chân giới, nghĩa là hắn không hề sợ bị người khác nhắm tới. Hắn từng nhủ thầm trong lòng rằng ai dám động chạm đến thần thú bên cạnh hắn, hắn sẽ lập tức chặt đứt tay kẻ đó, vươn một tay thì chặt một tay, thò cả hai tay thì chặt luôn hai tay. Lần trước, lúc tiêu diệt thánh địa Vạn Linh, hắn đã sớm đoán được ngày nào đó sẽ gặp phải chuyện thế này, thế nên hắn mới không thèm để ý tới đảo Tán Tiên. Huống hồ chi đảo Tán Tiên cũng không hẳn thuộc quyền sở hữu của các thánh địa lớn, mà là địa bàn của toàn bộ Tán Tiên ở tu chân giới.
Những lời Thịnh Bảo nói, hắn chỉ xem như gió thoảng qua tai, chứ chẳng thèm để trong lòng làm gì, trái lại còn bật cười hỏi, ồ, xin hỏi sư phụ ngươi là tán tiên mấy chuyển vậy? Cùng lúc này, Thịnh Bảo cũng bị đánh lùi hơn 10 mét, mặt mày tái nhợt, hốt hoảng nhìn Dương Bách Xuyên. Cùng là sức mạnh từ thế thiên địa pháp tắc, vậy mà thế thiên địa của Dương Bách Xuyên lại mạnh hơn của hắn ta rất nhiều. Vấn đề là, Dương Bách Xuyên không hề động tới chút sức mạnh dung hợp pháp tắc nào. Thằng danh này, lúc đầu Thịnh Bảo không hiểu, nhưng sau đó, như nghĩ tới chuyện gì, hắn ta bỗng cười phá lên, hóa ra thằng danh con nhà người may mắn lãnh hội được pháp tắc, lại không hiểu cách vận dụng sức mạnh pháp tắc và chân nguyên linh khí, ha ha ha. Thế thì ngươi chết chắc rồi. Nghe Thịnh Bảo nói vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất khó hiểu, đúng là xét về mặt vận dụng sức mạnh pháp tắc, hắn chỉ là ma mới, lần trước Hắc Liên có đứng ra giúp một tay thật, nhưng không hề giải thích rõ ràng tường tận chi cả. Hiện tại, theo như Thịnh Bảo nói thì hình như có thể dung hợp sức mạnh pháp tắc và chân nguyên linh khí với nhau thì phải. Nghĩ tới đây, hắn gọi với vào biển ý thức, Hắc Liên, ta có chuyện muốn hỏi. Tạm thời chỉ còn cách hỏi thăm Hắc Liên thì may ra mới hiểu được nguyên nhân của việc này mà thôi. Đều sử dụng sức mạnh pháp tắc, hơn nữa hắn còn cảm nhận được rất rõ khí thế của Thịnh Bảo yếu hơn mình rất nhiều, vậy mà sức mạnh hắn ta phóng thích lại cao hơn hắn cả một cái đầu. Dương Bách Xuyên biết cứ thế thì người thua sẽ là mình. Là lực dung hợp pháp tắc, đang là lúc cấp bách nên Hắc Liên nói thẳng luôn. Nói vậy thì có cách nào giải quyết không? Chứ nếu tiếp tục như này hoài, ta sợ là mình sẽ thua mất. Dương Bách Xuyên vội hỏi lại. Sức mạnh pháp tắc là thế lực thiên địa, ở cấp độ hiện tại, người có thể cảm nhận được nguyên tố linh khí thiên địa, ngoài ra còn có thể dựa vào sức mạnh pháp tắc để biến đổi những nguyên tố có độ thân mật cao với mình, khiến chúng biến chất, tỉ như sức mạnh băng giá của Thịnh Bảo chính là kết quả của việc biến đổi linh khí nước trong ngũ hành thông qua sức mạnh pháp tắc, nhờ đó mà uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Càng hiểu thấu đáo về pháp tắc, sức mạnh cải biến linh khí thiên địa sẽ càng lớn, theo lý thuyết tất cả sức mạnh ngũ hành thiên địa đều có thể bị chuyển hóa, sau khi cảm ứng được thì chỉ cần kích phát chân nguyên là sẽ phóng thích được sức mạnh cực lớn, đó chính là dung hợp pháp tắc, cũng là kỹ thuật thường dùng của các tán tiên. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Liên đã giảng giải chi tiết cho Dương Bách Xuyên trong biển ý thức. Nhờ sự giải thích của Hắc Liên, Dương Bách Xuyên nhanh chóng thông suốt được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cần ta giúp không? Hắc Liên hỏi Nga. Không cần, hiếm lắm mới gặp một người cũng lĩnh ngộ được pháp tắc, vừa hay làm chuột bạch cho ta thử nghiệm. Dương Bách Xuyên trả lời lại qua ý thức, dứt khoát từ chối lời đề nghị của Hắc Liên. Tính hiếu chiến đã khắc vào tận xương, thế nên lúc này hắn chẳng những không sợ, trái lại còn vô cùng phấn khích. Sau đó, Hắc Liên lại lên tiếng, thật ra ngươi không cần quá để tâm đối phương làm gì, ta có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc của Thịnh Bảo không phải do chính bản thân hắn ta lĩnh ngộ được. Mà là nhờ tay người khác, vậy nên thế pháp tắc của hắn ta mới kém xa ngươi. Hả, còn có chuyện lãnh hội sức mạnh pháp tắc thông qua người khác nữa sao? Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi. Hắc Liên trả lời, lần trước ta chỉ giảng cho ngươi về khía cạnh niềm tin lãnh hội pháp tắc, thật ra sức mạnh pháp tắc mà ta lĩnh ngộ chính là thế thiên địa. Sau khi những cường giả lĩnh ngộ được thế pháp tắc, có thể cưỡng chế dạy lại cho người khác, ví dụ như dạy cho người khác về quan niệm pháp tắc mà bản thân ngộ ra. Vậy thì người khác cũng có khả năng hiểu được thế pháp tắc. Điểm khác biệt giữa hai bên nằm ở bản chất, với phương pháp thứ hai, tiềm năng phát triển sau này của thế pháp tắc sẽ rất thấp, không bao giờ mạnh bằng tự lĩnh ngộ. Thế nên ta mới nói ngươi không cần lo tới chuyện Thịnh Bảo mạnh cỡ nào, thế pháp tắc của ngươi là do chính ngươi tự ngộ ra, thuộc quyền sở hữu của chính bản thân ngươi, bất kể là cảm ứng lực lượng nguyên tố ngũ hành trong thiên địa. Hay dung hợp chúng lại đều không thành vấn đề, uy lực cũng sẽ cao hơn đối phương rất nhiều. Nghe Hắc Liên nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức bình tĩnh lại, cũng có niềm tin hơn vào bản thân. Kế tiếp, hắn thử cảm ứng sức mạnh ngũ hành trong thiên địa, đồng thời nâng thanh kiếm khổng lồ lên, phóng thích sức mạnh pháp tắc. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, thúc giục sức mạnh chân nguyên dung hợp thử với thế pháp tắc, rồi dựa theo hướng dẫn của Hắc Liên để cảm nhận xem ngũ hành nào trong thiên địa thân thiết với chân nguyên của mình nhất. Bên phía Thịnh Bảo, thấy Dương Bách Xuyên gọi kiếm ra, lại nhắm mắt không nhìn mình thì giận dữ mắng, hừ, thằng nhãi kia, ngươi dám xem thường bổn thiếu hả? Bớt giả thần giả quỷ lại đi, còn chưa hiểu được làm thế nào để pháp tắc dung hợp với linh khí chân nguyên thì kiểu gì cũng sẽ chỉ còn đường chết, mở mắt ra nhìn bổn thiếu chém ngươi này. Vừa nói, Thịnh Bảo vừa hạ giọng, đồng thời nâng hai tay lên,
siết chặt thành nắm đấm, kế tiếp, khí lạnh lại lũ lượt tụ về phía hai quả đấm, linh khí thiên địa xung quanh tiếp tục bị kéo tới chỗ hai quả đấm thêm lần nữa. Thoạt nhìn khí thế còn hừng hực hơn cả lúc trước. Sau khi chuẩn bị xong, Thịnh Bảo cười khẩy, nhìn Dương Bách Xuyên đang giơ thanh kiếm khổng lồ trước mặt, rồi hét lớn, đến lúc kết thúc rồi, nhãi danh, mau đi chết đi, tịch diệt băng hàn, xông lên. Hai cú đấm cất chứa sức mạnh băng giá cực lớn được tung ra, biến thành nắm đấm to như cái cối, sau đó lao về phía Dương Bách Xuyên đứng cách đó 20 mét, xung quanh còn vang lên tiếng nổ đì đùng. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên đã tiến vào huyền diệu cảnh. Dựa theo lời giảng của Hắc Liên, hắn sma ứng nguyên tố linh khí ngũ hành khắp bốn phía đất trời, để rồi lần đầu tiên nhận được sự tồn tại bỏng cháy trong chân nguyên của thân xác này. Chỉ khi vận dụng thế pháp tác tới một mức độ nào đó thì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ sức mạnh nhỏ bé kia, trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chân nguyên trong cơ thể cũng có thuộc tính. Lần này, chân nguyên hắn cảm nhận được mang tới cảm giác bỏng cháy, vậy nên hắn đoán là nguyên tố thuộc tính hỏa của ngũ hành. Điều này khiến hắn bỗng thấy rất vui, sau đó, hắn lại phóng thích toàn bộ ý cảnh của thế pháp tắc, chỉ trong chớp mắt nó đã lan ra khắp bốn phía, bấy giờ, trong phạm vi 100 mét, Dương Bách Xuyên cảm ứng được xung quanh toàn là lửa, hệt như đang đứng giữa biển lửa vậy. Có điều hắn không hề cảm thấy nguy hiểm như sắp bị lửa thiêu cháy, trái lại còn cảm thấy vô cùng sảng khoái, sung sướng. Hắn biết bản thân đã thành công, đây chính là xung hợp pháp tắc với chân nguyên linh khí mà Hắc Liên nhắc đến. Và thuộc tính của chân nguyên linh khí thân mật với pháp tắc của hắn nhất chính là hỏa. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm ứng được sự tồn tại của các loại sức mạnh khác, chẳng qua có hơi yếu, không mạnh bằng nguyên tố lửa. Tiếc là Thịnh Bảo đã ra tay tấn công Dương Bách Xuyên, hắn không còn thời gian cảm ứng thử các sức mạnh nguyên tố khác nữa. Bấy giờ, hắn thu hồi dòng suy nghĩ lan mãn của mình, chuyên tâm đắm chìm vào thế giới lửa. Sau đó, hắn thả lỏng toàn bộ tâm trí. Hay nói đúng hơn là thoải mái phóng thích thế pháp tắc mà không thèm kiêng dè gì cả. Và kỳ tích đã xuất hiện. Dương Bách Xuyên bỗng nhận ra thế giới lửa đang dần khuếch tán ra xung quanh, lúc đầu chỉ có bán kính 100 mét, dần già đã rộng ra 200, 300, 900, rồi 1000 mét. Hiện tại, hắn có thể cảm nhận được trong phạm vi một cây số xung quanh hắn chứa một lượng lớn nguyên tố lửa vô cùng dày đặc. Sao? Bên ngoài, cảnh tượng mà Trịnh Bân Bân và nhóm Mai Tỷ nhìn thấy lại khác hoàn toàn. Trong mắt họ tràn ngập vẻ lo lắng, vì theo những gì họ chứng kiến thì sau khi D1 giơ kiếm lên, hắn bỗng đứng yên bất động, còn T1 lại chớp thời cơ tấn công, tung hai cú đấm băng giá khổng lồ lao thẳng về phía hắn, những nơi nó lướt qua lập tức bị đóng băng. Chỉ trong nháy mắt, trên quảng trường đá xanh đã kết một tầng băng dày. Khi thấy hai cú đấm chỉ còn cách D1 khoảng 8-9 mét nhưng hắn vẫn lù lù bất động không nhúc nhích, Trịnh Bân Bân không kiềm được mà hét lớn, Xuyên tử, cẩn thận. Tính cách nàng ấy khá hấp tấp, vừa hô, chân cũng nhấc, định tiến lên. Đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng lại bảo, Tiểu tỷ tỷ đừng sốt ruột, ta cảm nhận được nguyên tố lửa trong ngũ hành ở phạm vi một cây số xung quanh đang liên tục tụ về phía hắn, nên hẳn là không có chuyện gì đâu. Vậy, sao, nghe thế? Trịnh Bân Bân lập tức dừng bước, thật ra nàng ấy cũng biết với bản lĩnh của mình, dù có tới giúp cũng chẳng làm nên trò trống gì, có khi còn cản đường cản lối nữa. Ta cũng cảm nhận được sức mạnh nguyên tố lửa vô cùng cường đại đó, có vẻ sức mạnh của nhóc Xuyên cao cường hơn tên khốn Thịnh Bảo kia, tuy không biết rõ sức mạnh bây giờ của hai người, nhưng thoạt nhìn không hề giống sức mạnh chân nguyên, vì uy lực thiên địa ẩn bên trong rất mạnh. Lúc này, Thiên Hồ cũng lên tiếng an ủi. Mai Tỷ không nói chuyện. Mắt nhìn chằm chằm nơi hai người kia chiến đấu không thèm chớp, chẳng ai phát hiện ra rằng giữa trán nàng ấy lúc này đã xuất hiện một ký hiệu màu vàng đang lóe sáng. Ký hiệu đó chính là chân long long nguyên của nàng ấy, xem ra nàng ấy đã chuẩn bị để lao vào cứu Dương Bách Xuyên bất cứ lúc nào, dù có phải liều cả mạng sống. Long nguyên chính là căn nguyên của Long Châu, là mạng sống của nàng ấy, rất hiếm khi sử dụng đến, nhưng nếu là vì Dương Bách Xuyên, nàng ấy sẽ không chút do dự. Phía bên kia, Thịnh Bảo thấy hai cú đấm băng hàn của mình chỉ còn cách Dương Bách Xuyên 4-5 mét thì đắc ý mỉm cười, còn lẩm bẩm, thằng danh sắp chết đến nơi mà vẫn ngông cuồng xem thường, vậy thì đi chết luôn đi. À, sao có thể? Còn chưa nói hết câu, Thịnh Bảo bỗng cảm giác có gì đó bất thường sắp xảy ra. Vì hắn ta thình lình cảm nhận được một luồng khí thế không gì sánh bằng bỗng tỏa ra từ người Dương Bách Xuyên,
và đó chính là khí thế sau khi dung hợp sức mạnh pháp tắc. Rõ ràng mới nãy Dương Bách Xuyên còn không biết dung hợp sức mạnh pháp tắc là gì, thế mà giờ đây đã có thể bộc lộ khí thế dung hợp pháp tắc, hơn nữa còn mạnh hơn cả hắn ta không chỉ gấp đôi nữa. Chuyện gì thế này? Thịnh Bảo không thể nào hiểu nổi. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt hét lớn, phá không? Hỏa, chạm, ầm ầm ầm. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên vung kiếm chém xuống. Một ngọn lửa khổng lồ bỗng bừng lên từ thân kiếm của hắn, sau đó bốc cao lên cả trăm trượng, chỉ trong tích tắc đã nuốt trọn lấy cú đấm băng hàn của Thịnh Bảo, kèm theo là tiếng nổ ầm trời. Giờ phút này, cả quảng trường như biến thành ngọn lửa khổng lồ. A, à, không không không, không thể vậy được. Là người trong cuộc, Thịnh Bảo phát hiện ngọn lửa đang gặm nhấm cú đấm băng hàn của hắn ta từng chút một, sức mạnh hàn băng chí âm chí hàn bị kiếm lửa của Dương Bách Xuyên đốt cháy đến thăng hoa. Dư chấn của vụ nổ cũng lan nhanh đến chỗ hắn ta, khiến hắn ta không kịp trốn tránh. Con người Thịnh Bảo giãn lớn, để lộ vẻ hoảng sợ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết không cam tâm, thân xác của hắn ta dần biến mất trong biển lửa. Sau khi ngọn lửa biến mất, Dương Bách Xuyên đứng cầm kiếm, nhìn khối tiêu thi mà Thịnh Bảo để lại. Nhìn kiệt tác của mình, Dương Bách Xuyên cũng bị chấn kinh. Hắn không ngờ khi dung hợp pháp tắc và linh khí chân nguyên, uy lực sẽ khủng bố như vậy. Nhớ lại khoảnh khắc hắn chém xuống, cảm nhận được tất cả nguyên tố hỏa trong phạm vi một cây số đều hội tụ ở thân kiếm. Trong biển lửa dày đặc, Dương Bách Xuyên cảm giác chính mình là thần lửa, lực lượng nguyên tố hỏa trong vòng một cây số đều nằm trong sự khống chế của hắn. Dùng toàn lực chém về phía Thịnh Bảo, khoảnh khắc hàn băng song quyền của Thịnh Bảo bị dập nát bốc hơi dưới ngọn lửa của hắn. Sau đó uy lực của ngọn lửa không những không giảm còn lao thẳng về phía Thịnh Bảo, kiếm ý chém nguyên thần của Thịnh Bảo. Hạ gục gã trong nháy mắt. Có vẻ Hắc Liên nói không sai, pháp tắc nhập môn của hắn do bản thân tự lĩnh ngộ, chỉ cần dung hợp linh khí chân nguyên, uy lực sẽ cường đại hơn Thịnh Bảo rất nhiều. Hiện tại xem ra không chỉ mạnh hơn một ít. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết được sự cường đại thực sự của pháp tắc. Hôm nay hắn thu hoạch rất phong phú. Không chỉ tìm được người bạn tốt Trịnh Bân Bân, đương nhiên còn có sư phụ Thiên Hồ của nàng, đều là cố nhân từng kề vai chiến đấu cùng giết Thịnh Bảo. Mặc dù trở thành tử địch của Bách Luyện Sơn Trang, nhưng so với thu hoạch dung hợp pháp tắc hôm nay, Dương Bách Xuyên không quan tâm. Dù sao trước kia hắn và Bách Luyện Sơn Trang đã có thù, vị thiếu chủ này còn nói rõ bản thân đến gây rối cho Dương Bách Xuyên. Hiện tại hắn giết chết thiếu chủ Bách Luyện Sơn Trang cũng không có gì ghê gớm. Nếu lần này Hắc Liên không chỉ điểm hắn lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc và chân nguyên, có lẽ hắn sẽ bị Thịnh Bảo giết chết. Cho nên Dương Bách Xuyên không hề để ý. Ngược lại còn vui mừng vì thực lực của mình tăng lên. Từ lúc tu đạo đến nay, trải qua nhiều sinh tử, cuối cùng đã bước đến hôm nay. Nếu hắn sợ vớ sợ vẩn, sao có thể đi đến hôm nay? Bây giờ xem như hắn chính là tu sĩ phi thăng chân chính. Mặc dù là phi thăng sơ kỳ, không phải mạnh nhất trong cảnh giới phi thăng, nhưng nếu nói về cảnh giới, hắn đã đứng đầu trong cảnh giới tu chân. Cộng thêm bây giờ hắn đã lĩnh ngộ dung hợp pháp tắc, bây giờ hắn không sợ đối mặt với tu sĩ nào cả. Tất nhiên lần này đụng phải Thịnh Bảo cũng cho hắn biết trong tu sĩ cũng có những người nắm giữ lực pháp tắc, ví dụ như Thịnh Bảo. Nhưng dựa theo lời của Hắc Liên, lực pháp tắc của Thịnh Bảo không phải chính hắn lĩnh ngộ mà dựa vào ngoại lực, loại pháp tắc này kém hơn pháp tắc do chính bản thân lĩnh ngộ. Nói cách khác lực pháp tắc của hắn có thể trưởng thành. Còn không gian trưởng thành của loại pháp tắc dựa vào ngoại lực như Thịnh Bảo là cố định. Mặc dù hai bên đều dùng lực lượng pháp tắc, nhưng lại khác nhau về bản chất, nói đúng hơn khác nhau như trời với đất. Từ chuyện này, Dương Bách Xuyên càng hiểu rõ con đường tu hành phải dựa vào đôi chân của bản thân mới đáng tin cậy, chính mình tự lĩnh ngộ tu luyện, cho dù nhỏ bé cũng là đồ của mình, người khác không đoạt đi được. Dựa vào ngoại lực tăng lên thực lực không phải là chính đạo. Dương Bách Xuyên thu hoạch được rất nhiều từ trận chiến hôm nay. Nhìn Thịnh Bảo đã hóa thành than cốc, Dương Bách Xuyên phun ra một hơi. Trên tay hắn có vô số tính mạng, mặc dù đây không phải điều hắn muốn nhưng cũng vì bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết đây là thế giới tu sĩ. Tàn khốc, vô tình, máu lạnh. Hắn nhớ sư phụ từng nói, con đường cường giả là con đường máu tươi, là con đường gai góc. Bây giờ hắn đã hiểu được. Sau khi tung ra một trường, thi thể của Thịnh Bảo hoàn toàn hóa thành cho tàn. Dương Bách Xuyên xoay người đi về phía đám người Trịnh Bân Bân.
xử lý những người đó như thế nào. Dương Bách Xuyên đi đến trước mặt Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ, nhìn người của Sơn Hải Môn đứng đằng xa như chim sợ cành cong. Lúc trước hắn biết Trịnh Bân Bân bị Thịnh Bảo ép hôn cướp đoạt tiên khí có đám người Sơn Hải Môn quạt gió thêm củi, nếu Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ mở miệng, hắn không ngại xả giận cho Trịnh Bân Bân. Hai, thôi bỏ đi, mặc dù Sơn Hải Môn bây giờ không phải Sơn Hải Môn lúc xưa, nhưng dù sao cũng từng là tông môn của ta. Thiên Hồ lên tiếng, thực ra nàng ta sợ dưới sự tức giận, đồ đệ Trịnh Bân Bân sẽ bảo Dương Bách Xuyên giết sạch nên đã lên tiếng trước kia đồ đệ lên tiếng. Như lời nàng ta nói, hiện tại Sơn Hải Môn đã biến vị, nhưng dù sao cũng từng là tông môn của nàng ta, không thể diệt sạch tông môn của mình dưới sự tức giận. Hừ, Trịnh Bân Bân không có lòng trung thành như sư phụ Thiên Hồ, bởi vì từ sau khi nàng đi theo sư phụ vào Sơn Hải Môn, sư phụ Thiên Hồ luôn bế quan, không có thời gian quản nàng, nàng bị đồng môn bắt nạt rất nhiều. Đặc biệt lần này may mắn có được tiên khí, càng nhìn rõ bộ mặt của đám đồng môn này. Ở trong lòng Trịnh Bân Bân, nàng không hề có lòng trung thành với tông môn này, nàng ước gì giết sạch đám ngụy quân tử kỹ nữ tâm cơ kia. Nhưng nếu sư phụ đã lên tiếng nàng cũng không nói gì thêm, từ tận đáy lòng nàng rất tôn kính sư phụ Thiên Hồ. Năm đó lúc ở sâu trong sa mạc ở Sơn Hải Giới, nếu không gặp được sư phụ Thiên Hồ, nàng đã chết từ lâu. Sau khi bái sư, Trịnh Bân Bân có thể cảm nhận được Thiên Hồ đối xử không tệ với nàng. Lúc này nghe thấy sư phụ nói vậy, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng sẽ không bỏ qua cảm nhận của sư phụ, chỉ lạnh lùng nói, sư phụ, những người khác có thể bỏ qua, nhưng ta sẽ không bỏ qua tiện nhân Quảng Hàn kia. Ta coi nàng ta là sư tỷ, nhưng nàng ta lại lén đâm dao sau lưng ta, lần này thiếu chủ Bách Luyện Sơn Trang đến đây là do tiện nhân Quảng Hàn kia thả ra tin tức. Nếu không phải Xuyên Tử đến kịp, lần này ta sẽ bị Thịnh Bảo giết chết. Cho nên ta sẽ không buông tha cho tiện nhân Quảng Hàn kia. Trịnh Bân Bân nói thẳng. Thiên Hồ nói, cũng được, tùy ngươi, vi sư vẫn luôn bế quan, khuyết thiếu quan tâm ngươi, hôm nay cũng do lỗi của vi sư, theo ý ngươi đi, nhưng đừng so đo những người khác. Phần lớn Sơn Hải Môn là yêu tu giống vi sư, bọn họ không có nhiều tâm tư như vậy, được không? Được, ta biết, Trịnh Bân Bân gật đầu đồng ý. Dương Bách Xuyên nói, là ai? Ta xả giận cho ngươi. Đối tốt với ta như vậy làm gì? Trịnh Bân Bân nhếch miệng cười. Dương Bách Xuyên đen mặt nói, vậy ta mặc kệ. Ha ha, hiện tại tu vi của ta thấp hơn ngươi, nhưng muốn giải quyết một kỹ nữ tâm cơ vẫn rất dễ dàng, chờ ta một lát. Nói xong Trịnh Bân Bân cầm tiên kiếm đi đến chỗ người của Sơn Hải Môn. Lần này nàng thật sự bị Quảng Hàn làm tổn thương, vô cùng ghê tởm nàng ta, đời này nàng hận nhất bị phản bội. Quảng Hàn đã hoàn toàn xúc phạm đến điểm mấu chốt của nàng. Dương Bách Xuyên nhìn Trịnh Bân Bân đi về phía người Sơn Hải Môn, không quá lo lắng bởi vì hắn thấy được Quảng Hàn trong miệng Trịnh Bân Bân. Tu vi tương đương Trịnh Bân Bân, nhưng Trịnh Bân Bân có tiên kiếm, chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau khi trải qua trận chém giết với Thịnh Bảo, giết chết môn chủ Sơn Hải Môn, toàn bộ người của Sơn Hải Môn vô cùng sợ hãi, Quảng Hàn kia cũng vậy, cho nên Dương Bách Xuyên biết Trịnh Bân Bân sẽ thắng. Tất nhiên hắn cũng sẽ giám sát đám người Sơn Hải Môn, nếu dám ra tay với Trịnh Bân Bân, hắn không ngại xóa sổ Sơn Hải Môn. Tiện nhân Quảng Hàn, chết đi. Trịnh Bân Bân cầm kiếm chỉ thẳng vào Quảng Hàn. Trịnh sư muội, ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha thứ. Một nữ tử yêu diễm đi ra, khuôn mặt yếu đuối đáng thương, đang khóc lóc xin Trịnh Bân Bân tha thứ. Nàng ta biết Trịnh Bân Bân có Dương Bách Xuyên chống lưng nên nàng ta không có dũng khí khiêu chiến, cũng không có cơ hội. Chỉ có thể đánh vào cảm tình. Ha ha, được, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin tha, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trịnh Bân Bân nói. Quảng Hàn nghe xong hơi do dự, đáy mắt hiện lên sự oán hận, nhưng trên mặt lại rơi nước mắt, nức nở nói. Được, ta sẽ dập đầu xin lỗi, hy vọng Trịnh sư muội giữ lời. Ầm ầm ầm. Quảng Hàn thật sự dập đầu 3 lần cho Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên đứng nơi xa híp mắt lại, trong lòng nghĩ thầm, Quảng Hàn này có thể đứng trước công chúng dập đầu dứt khoát như vậy. Ha ha, một rắn độc tâm cơ, nữ vương bệ hạ, nếu hôm nay ngươi không xuống tay được, ngày sau Quảng Hàn sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, nếu Trịnh Bân Bân không xuống tay được hắn sẽ ra tay, tất nhiên sẽ âm thầm ra tay, tuyệt đối không cho Quảng Hàn cơ hội làm tổn thương Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên dùng càn khôn nhãn nên thấy rất rõ,
lúc nàng ta quỳ xuống, oán hận trong mắt lóe lên rồi biến mất. Lòng nữ nhân như kim đáy biển, châm độc của ong đuôi vàng không bằng lòng phụ nhân, mặt cười mang kim, câu nói này có lẽ là nói loại nữ nhân như Quảng Hàn. Dương Bách Xuyên biết nếu nói về tâm cơ, Trịnh Bân Bân tuyệt đối không phải đối thủ của Quảng Hàn, Dương Bách Xuyên rất hiểu biết Trịnh Bân Bân, nàng là người dám yêu dám hận, sấm rền gió cuốn. Nếu hôm nay mềm lòng buông tha Quảng Hàn, Trịnh Bân Bân sẽ thiệt thòi lớn. Trịnh Bân Bân sẽ xử lý như thế nào đây? Ngay sau đó hai mắt Dương Bách Xuyên sáng rực. Trịnh Bân Bân nhìn Quảng Hàn quỳ xuống dập đầu xin tha, trong mắt hiện lên sự chán ghét, sau đó lạnh mặt chỉ kiếm về phía Quảng Hàn. Quảng Hàn càng vậy nàng càng chán ghét. Phụt! Một kiếm xuyên tim. Ngươi, tại sao? Quảng Hàn hộc máu, sinh cơ dần biến mất, vừa rồi nhìn thấy Trịnh Bân Bân đâm kiếm đến, nàng ta muốn phản kích, nhưng phát hiện cả người bị một luồng uy áp rời non lấp biển đè nặng, không thể phản kháng, trơ mắt nhìn Trịnh Bân Bân đâm xuyên qua cơ thể của nàng ta. Trịnh Bân Bân lạnh lùng nói, ta sẽ không mắc mưu ba lần, trước kia ta coi ngươi như sư tỷ, ta tôn trọng sư môn, tôn trọng sư tỷ, tôn trọng đạo nên ta nhịn, nhưng không có nghĩa ta khờ. Bây giờ ta nói cho ngươi, ngươi không xứng làm sư tỷ của ta, Sơn Hải môn cũng không xứng để ta tôn trọng. Kiếp sau có người làm sư muội của ngươi thì tôn trọng chút, phải quý trọng sự tôn kính của người khác, bởi vì đó là một phần chân thành không phải để dùng dao nhỏ đâm. Dứt lời Trịnh Bân Bân rút kiếm, một kiếm này vừa đâm thủng thân thể của Quảng Hàn, vừa phá hủy nguyên thần của nàng ta. Ngay sau đó Trịnh Bân Bân không do dự xoay người rời đi, không thèm liếc nhìn thi thể của Quảng Hàn. Không có người nhìn thấy lúc nàng xoay người, hai giọt nước mắt rơi xuống đất. Bắt đầu từ lúc này, nàng đã hoàn thành một lễ tẩy rửa đạo tâm, trưởng thành. Đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, Trịnh Bân Bân trừng mắt nói, đã bảo không cho ngươi hỗ trợ, xen vào việc người khác. Sao nàng lại không biết lúc nàng giết Quảng Hàn muốn phản kháng nhưng lại không thể động đậy, là do có ngoại lực trấn áp thân thể Quảng Hàn. Không cần hỏi Trịnh Bân Bân cũng biết ngoại lực này là của Dương Bách Xuyên. Mặc dù ngoài miệng mắng Dương Bách Xuyên, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. À, ngươi nói gì ta không hiểu, người nào đó giả ngu. Thiên Hồ thở dài, nhìn thấy Trịnh Bân Bân và Dương Bách Xuyên không truy cứu những người khác của Sơn Hải Môn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người Sơn Hải Môn đang hoảng loạn, Thiên Hồ mở miệng, từ hôm nay, thầy trò Thiên Hồ ta không phải là người của Sơn Hải Môn, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Từng là một phần của Sơn Hải Môn, bị đồng môn tính kế bài xích, thật ra trong lòng Thiên Hồ cũng không dễ chịu, chẳng qua nàng ta có lòng dạ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chuyện lần này cũng làm Thiên Hồ nản lòng thoái chí với Sơn Hải Môn, tuyên bố rời khỏi Sơn Hải Môn, không còn là một phần của Sơn Hải Môn. Dương Bách Xuyên nghe Thiên Hồ nói vậy, trong lòng rất vui vẻ, cửu vĩ Thiên Hồ là dị chủng thiên địa, nếu Thiên Hồ tuyên bố rời khỏi Sơn Hải Môn, vừa lúc hắn có thể cướp người. Sao Dương Bách Xuyên có thể bỏ qua cơ hội này? Nhớ đến năm đó từng cùng chiến đấu ở Sơn Hải giới với Thiên Hồ, có thêm Trịnh Bân Bân, có lẽ Thiên Hồ sẽ không từ chối lời mời của hắn. Lập tức nói, Thiên Hồ tiền bối, phân môn tiên cảnh của ta có mấy vạn yêu tộc, cũng có cả nhân tộc, giáo dục không phân giống nòi, không kỳ thị yêu tộc, thật lòng muốn mời Thiên Hồ tiền bối đi đến vân môn, có rất nhiều nơi thanh tĩnh làm đạo tràng cho tiền bối, không biết ý của tiền bối thế nào. Mặc dù bây giờ tu vi của Thiên Hồ thấp hơn hắn, nhưng người ta chính là cửu vĩ Thiên Hồ, sống hơn 10 vạn tuổi, Dương Bách Xuyên gọi tiền bối cũng hợp lý. Nói xong Dương Bách Xuyên còn liếc nhìn Trịnh Bân Bân, ý bảo Trịnh Bân Bân nói đỡ. Trịnh Bân Bân trợn trắng mắt, nhưng lại tán thành, dù sao nàng không có người thân bằng hữu ở tu chân giới, chỉ có một mình Dương Bách Xuyên, cũng đều quen biết mấy nữ nhân ở vân môn, nàng còn là sư phụ của con gái Dương Bách Xuyên. Năm đó còn truyền ngôi cho con gái của Dương Bách Xuyên. Sau khi trải qua sự tính kế của đồng môn, cộng thêm sư phụ công khai rời khỏi Sơn Hải Môn, nàng cảm thấy đi vân môn là lựa chọn tốt nhất. Trịnh Bân Bân nói, đúng vậy sư phụ, dù sao chúng ta không có nơi đi, không bằng đi theo tên này đến vân môn. Vân môn của hắn có tu sĩ Sơn Hải giới, cũng có người để nói chuyện, đi theo ăn của hắn uống của hắn, hi hi. Thiên Hồ mỉm cười, nói, người có lòng. Ta giao đồ đệ của ta cho ngươi, để nó đi theo ngươi đến vân môn trước đi. Năm đó ta từ Sơn Hải giới đến tu chân giới, sau khi gia nhập Sơn Hải môn, gần như năm nào cũng bế quan tu luyện. Lần này xuất quan rời khỏi Sơn Hải môn,
ta cũng không định gia nhập tông môn nào cả, nhân cơ hội này đi quan sát tu chân giới, đi gặp một vài người bạn cũ. Sư phụ ngài không cần ta. Trịnh Bân Bân sốt ruột, nghe giọng điệu này của Thiên Hồ giống như không cần nàng vậy. Đồ đệ ngốc, thật ra ta chưa từng kết thúc nghĩa vụ của một sư phụ, năm đó nhận ngươi làm đồ đệ vì sự hứng khởi nhất thời, hơn nữa rất nhiều yêu tộc bái nhân tộc làm sư, rất ít nhân tộc bái yêu tộc làm sư, yêu tộc bọn họ lấy truyền thừa huyết mạch là chính, không có hệ thống tu luyện truyền thừa cho ngươi, cho dù muốn truyền thụ ngươi cũng không có huyết mạch yêu tộc, không truyền thừa được. Cho nên mấy năm nay để ngươi đi theo ta, ngược lại liên lụy ngươi, ngươi có con đường riêng của mình, hôm nay duyên phận thầy trò giữa ngươi và ta đã hết, sau này phải sống tốt. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi, ngày nào đó có duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Ta không đến Vân Môn, sau này có cơ hội ta sẽ đi thăm ngươi, đến Vân Môn làm khách, lúc sắp chia tay ta tặng ngươi một vật làm tưởng niệm. Nói xong Thiên Hồ phất tay, một phất trần tuyết trắng xuất hiện trong tay, giao cho Trịnh Bân Bân. Đây là một cái đuôi của một cửu vĩ tiền bối đã thành tiên, đây là một cái đuôi bản thể của Thiên Hồ, lúc nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ sẽ có tác dụng. Sư phụ, ta. Được rồi, ta đi đây, các ngươi giữ sức khỏe, có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời Thiên Hồ hóa thành một tia sáng biến mất phía chân trời, nói đi là đi, không chút do dự. Nước mắt của Trịnh Bân Bân rơi xuống, lúc trước đứng trước sống chết nàng không khóc. Bị sư tỷ tính kế nàng cũng chỉ rơi hai giọt nước mắt. Nhưng lúc này nhìn Thiên Hồ rời đi, nàng không nhịn được khóc. Dương Bách Xuyên thở dài, hắn biết hắn đã coi thường khí khái yêu tộc, có chút yêu tộc tình nguyện chết cũng không muốn bị người quản thúc, ăn nhờ ở đậu. Đặc biệt là dị chủng thiên địa như cửu vĩ Thiên Hồ, nhìn như nhu tình, thật ra trong xương cốt vô cùng kiêu ngạo, sao có thể mời gia nhập Vân Môn. Lần này còn làm Thiên Hồ kiên quyết rời đi, biết vậy không nói. Mặc dù Thiên Hồ là bát vĩ hồ, tương đương cảnh giới đại thừa, nhưng tiến thêm một bước chính là cửu vĩ Thiên Hồ chính là cường giả vô cùng cường đại. Nhưng nghĩ lại lời của Thiên Hồ cũng không phải không có lý, hôm nay nói với Trịnh Bân Bân, duyên phận thầy trò đã hết, không muốn chậm trễ sự tu hành của Trịnh Bân Bân nên mới kiên quyết rời đi. Đừng khóc, Thiên Hồ tiền bối nói đúng, có duyên sẽ gặp lại, con đường tu chân còn rất dài, chúng ta cũng nên đi. Dương Bách Xuyên an ủi Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên rời khỏi Sơn Hải Môn cùng với Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng và Trịnh Bân Bân. Vốn dĩ muốn đưa Trịnh Bân Bân về Vân Môn tiên cảnh trước, nhưng Trịnh Bân Bân nói nàng ta đã mấy trăm năm không ở tu chân giới. Dương Bách Xuyên muốn đến Tiểu Yêu giới, nàng ta cũng muốn đi, chủ yếu là vì nàng ta vừa rời khỏi Tông Môn đã đến Vân Môn, theo lời của nàng ta thì không khác gì ngồi không nên không đi. Không có cách nào. Dương Bách Xuyên đành để Trịnh Bân Bân đi cùng họ, mặc dù tu vi của Trịnh Bân Bân mới ở độ kiếp hậu kỳ, theo lý mà nói thì không thể vào trong tinh không, nhưng chuyện này không thành vấn đề với Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn có bình càn khôn, đến lúc đó có thể đưa Trịnh Bân Bân vào không gian bình càn khôn. Lần này đi một vòng khắp tu chân giới, Dương Bách Xuyên có ba mục đích. Một là muốn xem ma tộc có động tĩnh gì hay không, dù sao hắn đã đắc tội với đại ma đầu Vu Minh Tuyền của ma tộc. Điều này như một quả bom nổ chậm. Sau khi để đại ma đầu trốn thoát lần trước, Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng điều đó, bởi vì sợ ngày đó xuất hiện, nếu tìm được thì có lẽ còn có thể trấn áp được, nhưng đáng tiếc là hiện tại ma tộc không có động tĩnh, chắc là tạm thời sẽ không sao. Thứ hai, hắn muốn xem liệu mấy thánh địa mà hắn từng đắc tội có động tĩnh gì không. Lúc trước là 9 đại thánh địa, Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thánh địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô. Hai cái sau đã bị hắn tiêu diệt, nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù ở hai thánh địa này tồn tại. Trên đảo Tán Tiên đều có người đến từ mấy thánh địa này, hắn đã biết từ lâu, nhưng đảo Tán Tiên không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào như vậy, mà Tán Tiên trên đảo Tán Tiên muốn rời núi cũng rất khó khăn, không thể tùy tiện ra khỏi núi, nhưng điều này không có nghĩa là không thể ra ngoài. Cho nên Dương Bách Xuyên chỉ muốn xem thử lần này mấy thánh địa lớn có động tĩnh gì hay không. Bây giờ xem ra đã bắt đầu hành động rồi, thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang Thịnh Bảo nói rõ ràng là hắn ta từ đảo Tán Tiên ra, đồng thời không lâu sau cũng có một vị thánh tử của thánh địa Vạn Linh sẽ ra khỏi đảo Tán Tiên. Ngoài ra, Khoáng Tùy Phong nói cho hắn biết, 4 thánh địa uy tín lâu năm có liên quan đến Tiểu Yêu giới, ví dụ như U Linh Chi Đô là một trong số đó, nhưng sau khi U Linh Chi Đô bị hắn phá hủy, dường như bên phía Tiểu Yêu giới cũng không có thêm động tĩnh gì. Nhưng xét từ việc quan sát Thịnh Bảo hôm nay,
có lẽ tiểu yêu giới và đảo tán tiên không lâu sau sẽ có động tĩnh, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên không sợ. Hắn có thực lực để đối phó với những người này, chỉ cần không phải là tán tiên cao giai ra, cấp bậc ở tu chân giới, hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Nghĩ đến người của đảo tán tiên và tiểu yêu giới muốn ra khỏi núi cũng không thể tùy tiện như vậy, hiện tại đảo tán tiên sẽ không cần quan tâm nhiều, dù sao vân môn tiên cảnh hiện tại có tấm chắn tự nhiên của dãy núi Vân Lôi, còn có rất nhiều đại yêu tu sĩ phi thăng cảnh tồn tại, muốn tiến đánh cũng không dễ dàng như vậy. Lúc rời đi, hắn đã giao phó xong, cố gắng hết sức để cho mọi người không gây chuyện, yên vị thật tốt ở vân môn tiên cảnh mà tu luyện, chờ hắn trở về rồi hắn nói, hoặc nếu có chuyện lớn xảy ra, hãy để nhóm trưởng lão vân môn thương nghị và quyết định. Dù sao bây giờ vân môn cũng không phải quả hồng mềm, muốn thần thú có thần thú, muốn cao thủ có cao thủ, cho dù thật sự có tán tiên cao giai tới gây hấn cũng phải cân nhắc ít nhiều. Hắn hạ quyết tâm đi tiểu yêu giới trước, tìm cách khôi phục yêu đan cho chồn nhỏ, những thứ khác có thể chờ, nhưng yêu đan của chồn nhỏ không thể chờ được. Chuyện thứ ba, chính là tìm. Tìm những người chưa tìm được, mặc dù đã phát động chuột vương tiếp tục tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức, trong lòng Dương Bách Xuyên lo lắng, quyết định tranh thủ thời gian này ra ngoài tìm hiểu. Đi một vòng cửu đại tinh cương của tu chân giới, tìm được Trịnh Bân Bân, chuyến đi cuối cùng cũng coi như không tệ. Đáng tiếc chính là vẫn chưa tìm thấy Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền, cả hai người đều là nữ nhân của hắn, nhưng lại không có bất kỳ tin tức gì. Còn có em gái của Mai Tỷ là Mai Thi Dĩnh cũng không có tin tức gì, đó là lý do tại sao lần này Dương Bách Xuyên lại đi cùng Mai Tỷ. May mắn thay, tìm được Trịnh Bân Bân, cuối cùng trong lòng cũng được an ủi một chút. Mặc dù Diệp Vô Tâm, Hạ Thiền và Mai Thi Dĩnh cho đến nay vẫn không có tin tức gì, nhưng Dương Bách Xuyên tin là họ hoặc chưa đến tu chân giới, vẫn còn ở Sơn Hải giới, hoặc họ đang ở đâu đó trong tu chân giới như Trịnh Bân Bân, nhất định bọn họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Tu chân giới quá lớn, không thể tìm hết mọi ngóc ngách được. Sau khi rời khỏi Sơn Hải Môn, Dương Bách Xuyên nhìn về phía chân trời, có chút hoảng hốt. Theo thuyết pháp của Hiên Viên Hoàng Đế, tiểu yêu giới tồn tại bên ngoài tu chân giới, nằm trong một thế giới nhỏ nào đó, nhưng thực ra có một thông đạo nối trực tiếp giữa tiểu yêu giới và tu chân giới, nhưng nó chỉ có một tuyến đường duy nhất. Người của tiểu yêu giới có thể đến tu chân giới trong vài phút nếu muốn tới, từ tu chân giới muốn đến tiểu yêu giới cũng như vậy, sự khác biệt là nếu những người từ tu chân giới muốn nhanh chóng đến tiểu yêu giới thì cần những người như vậy từ tiểu yêu giới đi qua. Nếu không có sự đồng ý của người trong tiểu yêu giới, muốn đi tiểu yêu giới, chỉ có thể vượt qua tinh không, vậy nên con đường đó rất xa. Dương Bách Xuyên bây giờ chọn cái sau, hắn đã sẵn sàng vượt qua tinh không để đến tiểu yêu giới. Đi! Nói một tiếng với Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng và Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên bay thẳng hướng chân trời. Phút phút phút! Bốn người bọn họ hóa thành bốn vệt sáng bay vọt về phía chân trời. Tu chân giới là một thế giới rộng lớn, theo hiểu biết của Dương Bách Xuyên. Bên ngoài tu chân giới chín là biển sao vô tận, mỗi ngôi sao là một thế giới nhỏ. Để đến được tiểu yêu giới nhất định phải bước vào tinh không, hoặc đi qua tường ranh giới. Ở bên ngoài biên giới chân trời là ranh giới, sau khi tiến vào tinh không, có một áp lực tinh không vô cùng mạnh mẽ tồn tại, áp lực này mạnh đến mức có thể đè bẹp các tu sĩ đại thừa. Do đó, có một điều kiện để vượt qua ranh giới và tiến vào tinh không, đó là phải tu vi tối thiểu phải đạt tới đại thừa. Bởi vì chỉ có tu sĩ đại thừa mới có khả năng vượt qua ranh giới, có đủ sức mạnh để chống lại áp lực hay còn gọi là trọng lực cực kỳ mạnh mẽ trong tinh không. Ngoài ra, sau khi tiến vào tinh không, mênh mông vô bờ, cần phải dựa vào sức mạnh của bản thân để vượt qua vũ trụ, nếu như chỉ dựa vào phi hành, không biết ngày tháng năm nào mới đến được nơi muốn đến. Vì vậy, cần một thần thông để hành tẩu trong vũ trụ bao la. Thần thông này chính là thần thông thuấn di. Mà chỉ có tu vi đại thừa cảnh mới có thể thi triển thần thông thuấn di. Đây là lý do tại sao Dương Bách Xuyên hiểu được rằng muốn trở về quê hương, hắn cần phải đạt tới tu vi đại thừa. Không chỉ vậy, trong tinh không mênh mông cũng chưa chắc đã tĩnh lặng, ngoài sự mênh mông còn có trọng lực của tinh không, bão tinh không và những nguy hiểm khác, nếu không đủ sức mạnh thì rất khó để di chuyển trong tinh không. Ngoài ra còn cần yêu tinh bàn, không có nó sẽ không thể xác định được phương hướng. Hành tẩu trong tinh không mà không tìm được phương hướng chắc chắn sẽ bị lạc. Bởi vì nó quá lớn, lớn đến mức không ai biết giới hạn.
Cái gọi là phía dưới tu chân giới có hàng ngàn tiểu thế giới chỉ là một thuyết pháp tương đối, trong tinh không chân chính, làm sao có thể chỉ có hơn 3.000 hành tinh và 3.000 tiểu thế giới. 3.000 tiểu thế giới được nhắc đến ở đây chỉ là 3.000 tiểu thế giới mà những tu sĩ của tu chân giới đã từng đi qua rồi thành lập văn minh tu chân ở đó. Đối với các hành tinh thế giới nhỏ còn chưa biết, phải có đến hơn 1.000 tỷ. Do đó, nếu không có yêu tinh bản định vị sẽ lạc trôi trong biển sao rộng lớn. Yêu tinh bàn của mỗi người ghi lại thế giới nhỏ bé của hành tinh mà họ đã đến thăm, đánh dấu nó và chia sẻ nó với những người khác khi đến. Yêu tinh bàn hiện tại của Dương Bách Xuyên là yêu tinh bàn cấp cao do Lâu Hải Đường tặng lúc trước, trong đó có một số bản đồ tinh hải, tinh bàn cấp cao đủ lớn để lưu trữ thêm bản đồ hành tinh, cộng thêm lần trước Hiên Viên Hoàng đế đưa cho Dương Bách Xuyên một bản đồ yêu tinh bàn của hắn để phục chế, bây giờ bản đồ yêu tinh bàn của Dương Bách Xuyên cũng không nhỏ. Hắn có thể đi tới rất nhiều nơi. Sau khi mấy người Dương Bách Xuyên bay lên trên 3 vạn dặm, cuối cùng bọn họ cũng đụng phải kết giới. Trên thực tế, đó chính là áp suất không khí xuất hiện vô hình, lúc này cần sử dụng sức mạnh của mình để cưỡng ép xuyên qua, sau đó có thể bước vào tinh không. Khi 4 người họ lơ lửng trên kết giới, họ cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của áp lực mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên nhìn 3 người, hỏi. Các ngươi có sao không? Mai Tỷ gật đầu nói, ta cần phải dùng chân thân. Ta cũng vậy, Tiểu Phượng Hoàng cũng gật đầu. Ngao, thu, vừa nói, Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng đều hóa thành bản thể. Mai Tỷ bây giờ là một thân thể chân long dài 100 mét, tiếng gầm đại long vang vọng nơi chân trời, một vùng sáng vàng kim chói lóa. Tiểu Phượng Hoàng cũng biến thành Phượng Hoàng lửa khoe thân hình dài 100 mét. Lúc này, Trịnh Bân Bân cười khổ. Ta chưa chắc có thể đi xuyên qua kết giới. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, ngươi vào không gian bình càn khôn của ta trước đi, khi nào đến nơi ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Được, Trịnh Bân Bân gật đầu đồng ý, nàng ta biết tu vi của mình không đủ, cưỡng ép vượt qua kết giới sẽ bị thương. Sau đó Dương Bách Xuyên đưa Trịnh Bân Bân vào trong không gian bình càn khôn, duỗi tay cầm kiếm đồ long trong tay, sau khi ra hiệu cho Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng. Hắn đột nhiên dùng hết sức chém vào kết giới. Sau một tiếng nổ lớn, trên kết giới xuất hiện một lỗ thủng, Dương Bách Xuyên lao vào trong đó. Lập tức, Mai Tỷ phát ra một tiếng gầm dài, phun sương lên kết giới, long chảo trên ngực phát ra ánh kim quang, nàng ấy cào vào kết giới, rồi cũng bay vào trong đó. Tiểu Phượng Hoàng gầm thét, toàn thân tràn đầy hỏa diễm, theo sát phía sau. Trong chớp mắt, 3 người biến mất tại kết giới. Giây tiếp theo, toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, lao ra khỏi kết giới, nhưng hắn phát hiện xung quanh tối om, tứ phía đều có trọng lực rất lớn, liền vội vàng vận chuyển công pháp để chống cự lại, một lúc sau, hắn dần dần thích ứng, ổn định lại cơ thể. Lúc này, hắn đã dần quen rồi, nhưng mắt lại lóe lên tinh quang. Tinh thần đại hải. Dương Bách Xuyên nhìn cảnh tượng trong tầm mắt, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng cũng xuyên qua kết giới. Sau khi vững vàng thích nghi với trọng lực của tinh không, bọn họ hoán trở lại hình người. Mai Tỷ nhìn bầu trời đầy sao vô tận, không khỏi cảm thán, đẹp quá. Dương Bách Xuyên không nhịn được nói, đúng vậy, thật sự rất đẹp. Con người vẫn luôn khám phá tinh không, ta cũng đã từng mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ có thể du ngoạn trong tinh thần đại hải, hôm nay cũng xem như là ước mơ đã thành sự thật. Tiểu Phượng Hoàng không lên tiếng mà chỉ ngắm nhìn biển sao mênh mông vô tận. Nhưng mắt lại không có chút dao động nào. Chỉ có Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ lơ lửng trong khoảng không, lẳng lặng quan sát. Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy tinh thần đại hải ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù đã từng được trông thấy tinh hải trong một số bí cảnh trước đây, nhưng đó là ảo ảnh do con người tạo ra chứ không phải là tinh hải thực sự. Trên bầu trời đầy sao đen như mực, chỉ nhìn một chút đã thấy có vô số ngôi sao đếm không xuể. Gần hơn có thể nhìn thấy chúng rất lớn như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể hái được sao. Ở phía xa, cũng không biết cách đó bao xa, những ngôi sao lấp lánh ánh bạc treo ngược trong tinh không, đếm mãi không hết, tạo thành một biển sao tuyệt đẹp. Cảm giác đầu tiên là rung động thật mãnh liệt. Cảm giác thứ hai là quá đẹp, trông thật sự rất huyền bí. Không ai biết có bao nhiêu ngôi sao, hay phải nói là hành tinh. Cũng không biết có bao nhiêu hành tinh trong số này có văn minh tồn tại và bao nhiêu hành tinh không có sự sống. Tinh thần đại hải tràn đầy bí ẩn.
Nhưng Dương Bách Xuyên nghe Hiên Viên Hoàng đế nói tinh không không chỉ đẹp mà còn có những nguy hiểm to lớn ẩn tàng dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy. Nguy hiểm mà mọi người đều biết là biển sao rất lớn, nếu không có yêu tinh bàn thì sẽ vĩnh viễn lạc lối. Một cái khác chính là trọng lực, nhưng Dương Bách Xuyên biết chỉ cần có tu vi đại thừa thì có thể vượt qua. Ngoài ra còn có bão tinh hải. Lần trước nói chuyện với Hiên Viên Hoàng đế, hắn từng hỏi bão trong tinh không có quy luật hay không, nhất định phải cẩn thận, bão tinh không khổng lồ có thể xé nát cả tiên nhân thành từng mảnh. Không ai biết lúc nào hay nơi nào thì sẽ có một cơn bão sắc lẹm như dao sẽ xuất hiện trong tinh không yên tĩnh và xinh đẹp kia. Ngoài ra còn có một số hành tinh ẩn chứa những sinh vật mạnh mẽ, tất cả đều nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hắn ta đã dặn dò Dương Bách Xuyên tuyệt đối không nên xông xáo bậy bạ vào bất kỳ hành tinh vô danh hay tiểu thế giới nào. Tinh thần đại hải được hình thành như thế nào, đã tồn tại bao nhiêu năm, có những sinh vật gì, không ai có thể nói rõ ràng, tóm lại, lời căn dặn của Hiên Viên Hoàng đế lúc trước là dặn dò Dương Bách Xuyên không được chủ quan. Sau khi nhớ lại lời nói của Hiên Viên Hoàng đế trong đầu, Dương Bách Xuyên lấy ra yêu tinh bàn, ý thức của hắn tiến vào yêu tinh bàn. Toàn bộ bên trong yêu tinh bàn trông giống như một phiên bản thu nhỏ của tinh thần đại hải, điểm khác biệt là từng ngôi sao sáng lấp lánh trong yêu tinh bàn đều là những nơi mà có người đã từng đi qua trước kia, có dấu vết để lần theo, có cái này thì sẽ không bị lạc trong tinh hải. Khi ý thức của Dương Bách Xuyên tiến vào yêu tinh bàn, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên một hành tinh to bằng nắm tay. Hắn biết rằng chấm đỏ nhỏ đó đại diện cho vị trí của chính mình. Mà hành tinh to bằng nắm tay chính là tu chân giới, lúc này bọn họ đang ở biên giới của hành tinh tu chân khổng lồ này. Các hành tinh tiếp theo nằm rải rác khắp tinh hải, có màu sắc khác nhau, mỗi hành tinh đều nhỏ như một hạt cát. Trong yêu tinh bàn, hành tinh đại diện cho tu chân giới có kích thước bằng nắm tay, các hành tinh khác hoặc là nói các thế giới nhỏ khác đều như hạt cát. Mỗi hành tinh là một nơi mà những người đi trước đã đi qua, khi ý thức cảm nhận được nó, tên của nó sẽ xuất hiện. Ví dụ như tu giả giới, hay còn gọi là tu chân tinh. Dương Bách Xuyên tìm kiếm tiểu yêu giới theo lời kể của Hiên Viên Hoàng đế, còn nhớ Hiên Viên Hoàng đế đã nói hành tinh của tiểu yêu giới là một hành tinh màu xanh sẫm, trên bầu trời đầy sao ở phía bắc của tu chân giới. Ý thức di chuyển trong yêu tinh bàn, chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã tìm được vị trí của tiểu yêu giới. Một hành tinh màu xanh sẫm, sau khi để thần thức thâm nhập vào, ba chữ tiểu yêu giới hiển hiện. Dương Bách Xuyên để lại ấn ký của thần hồn trên hành tinh đại diện cho tiểu yêu giới, sau đó phát hiện trong cõi u minh có một đường cảm ứng vô hình. Đây chính là ưu điểm của yêu tinh bàn, chỉ cần để lại ấn ký của thần hồn trong yêu tinh bàn, là có thể đi thẳng đến đích với đường cảm ứng trong tinh không. Sau khi xác định được vị trí, Dương Bách Xuyên nhìn chấm đỏ nhỏ hay là chính hắn trong yêu tinh bàn. Khoảng cách với tiểu yêu giới cũng không quá xa, nhưng hắn lại không biết khoảng cách thực sự là bao nhiêu. Tuy nhiên, chỉ cần để lại ấn ký của thần hồn, dù sao cũng đều có thể đi đến tiểu yêu giới. Ngoài ra, ý thức của Dương Bách Xuyên đã tìm kiếm trong yêu tinh bàn vị trí của địa cầu, cũng tìm thấy. Một hành tinh xanh, được tiêu ký là tổ tinh. Trong yêu tinh bàn, tu chân giới cách rất xa tổ tinh hay là nói địa cầu. Có điều đã có vị trí. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng cho dù ở xa đến đâu, hắn cũng phải đến địa cầu một chuyến, dù sao hắn cũng đã đến tinh hải, đợi khi chuyến đi đến tiểu yêu giới kết thúc, hắn nhất định sẽ trở về địa cầu một lần. Hắn nhớ cha mẹ, U Dương Ngọc Thanh và những người khác, hắn cũng nên trở về thăm mộ bà nội. Sau khi thần thức rút khỏi yêu tinh bàn, Dương Bách Xuyên nói với Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, đi thôi, đã xác định được vị trí của tiểu yêu giới rồi, hai người lại đây, một trái một phải. Ta sẽ kéo các ngươi đi. Mai Tỷ và Tiểu Phượng đứng ở bên trái và bên phải của Dương Mỗ nắm chặt tay của các nàng. Tiểu Phượng Hoàng tuy không nói gì, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn luôn coi Tiểu Phượng Hoàng như em gái. Về phần Mai Tỷ thì khác, khi Dương Mỗ gặp Mai Tỷ lần đầu tiên ở địa cầu, hắn ngưỡng mộ nàng ấy, nhưng chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay thuận lý thành chương mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Mai Tỷ. Điều này khiến cho lòng Dương Mỗ rất kích động. Đương nhiên, không phải Dương Mỗ cố ý muốn nắm tay bọn họ. Chỉ là bây giờ Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng đều không có yêu tinh bàn, thứ này trong tu chân giới cũng rất khan hiếm, không phải cứ có linh thạch là mua được. Chỉ là hai người họ không có yêu tinh bàn trong tay. Dương Bách Xuyên sợ rằng một khi gặp phải bão tinh không hoặc những biến cố khác trong tinh không, nếu chỉ tách ra một chút thôi sẽ là một rắc rối lớn.
Dương Bách Xuyên chỉ có thể yên tâm khi cầm thật chặt tay các nàng. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp đưa các nàng vào không gian bình càn khôn, nhưng Tiểu Phượng Hoàng Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Mai Tỷ thì. Dương Bách Xuyên có thể nhìn ra nàng ấy vẫn muốn ngao du trong tinh hải, đối với chuyện này Dương Bách Xuyên không đề nghị đưa Mai Tỷ vào không gian bình càn khôn. Không phải chuyện đùa khi bị lạc trong tinh thần đại hải. Dương Mỗ rất cần phải làm điều này. Nhưng nhìn bầu trời sao mênh mông vô tận, nhìn ánh mắt của Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, Dương Bách Xuyên phát hiện ánh mắt Mai Tỷ tràn đầy hưng phấn và mong chờ khi đối mặt với tinh hải. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại trông thờ ơ, dường như tinh thần đại hải không hấp dẫn lắm đối với nàng. Nghĩ xong, Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Phượng Hoàng nói, San Hồng, nếu không thì muội tiến vào không gian bình càn khôn với Trịnh Bân Bân nhé. Đợi đến nơi ta sẽ cho muội ra ngoài được không? Hắn nghĩ rằng nếu Tiểu Phượng Hoàng tiến vào bình càn khôn, trước tiên sẽ có thể cùng Trịnh Bân Bân trò chuyện, thứ hai, hắn có thể bớt lo lắng hơn một chút. Được rồi, đại ca, ta cũng muốn đi vào nói chuyện với Trịnh Tỷ Tỷ, ta cảm thấy không thích tinh hải cho lắm, xem ra trước đây ta đã từng trải qua chuyện gì khó chịu rồi. Tiểu Phượng Hoàng nói. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Phượng Hoàng là Phượng Hoàng Niết Bàn, nàng là người có chuyện cũ, nhưng nàng không nhớ nổi những chuyện của kiếp trước nhưng loại chim thần này có ý thức rất mạnh, đối mặt với một số việc lại cảm giác rất mạnh mẽ. Nếu Tiểu Phượng Hoàng đã đồng ý, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay, hắn đưa Tiểu Phượng Hoàng vào không gian bình càn khôn. Sau ngần ấy chuyện trôi qua, Dương Bách Xuyên cảm thấy Mai Tỷ dường như đang nhìn mình, khi hắn quay đầu lại. Hắn thật sự phát hiện Mai Tỷ lại đang mỉm cười nhìn hắn. Mai Tỷ, sao Tỷ lại nhìn ta? Bị Mai Tỷ nhìn chằm chằm, Dương Mỗ có chút không được tự nhiên. Ha ha, ta có thể hiểu là đệ đang giải quyết một cái bóng đèn hay không, ha ha ha. Mai Tỷ cười nhẹ. Ặc, ta đây là vì sự an toàn của Tiểu Phượng Hoàng. Dương Mỗ giải thích. Được rồi, Tỷ đây sẽ cho đệ một cơ hội đi cùng mỹ nhân, chúng ta đi thôi. Mai Tỷ không quan tâm. Mà hào phóng trêu chọc Dương Mỗ. Đối với chuyện này Dương Mỗ cười vui vẻ, dù sao cũng không thành vấn đề, thực ra lúc hắn nắm tay Mai Tỷ, trong lòng hắn cũng có chút vi diệu đối với việc du hành trong tinh hải. Loại cảm giác này cũng khá tốt. Đi đi. Trong khi nói chuyện, thần thức của hắn đã thả trôi ra ngoài, lan rộng ra mấy trăm vạn dặm, thần thức đi đến, chỉ cần một ý niệm là được, đây là sự hấp dẫn của dịch chuyển tức thì. Thần thức hiện tại của hắn ở tinh không dường như đã tăng gấp 3 lần so với lúc ở tu chân giới. Gần 9 triệu dặm. Trong tu chân giới, thần thức có thể đạt tới 300 vạn dặm là lớn nhất, còn ở đây thì tăng lên gần 9 triệu dặm. Trong biển sao vô tận, Dương Mỗ nắm tay Mai Tỷ lang thang trong tinh không giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Trong tinh không vô tận, Dương Bách Xuyên dắt tay mỹ nhân quyến rũ Mai Tỷ ngao du tinh hải, cũng nét lãng mạn riêng. Có định vị thần hồn của tinh bàn, Dương Bách Xuyên không sợ lạc đường, cũng không sợ không tìm thấy tiểu yêu giới, chỉ cần thuấn di băng qua tinh không. Tên họ Dương nào đó nắm tay mỹ nhân băng qua hư không, ban đầu còn cảm thấy mừng thầm trong lòng, chỉ việc thuấn di đi đường. Nhưng sau 10 ngày liên tiếp, hắn không chịu nổi nữa. Bởi vì thuấn di tiêu hao rất nhiều thần hồn và chân nguyên. Thi triển thần thuấn di 10 ngày liên tục, cho dù hắn là người sắt cũng không chịu nổi. Tất nhiên hắn cũng không biết trong thời gian 10 ngày mình đã vượt qua bao nhiêu nẻo đường trong tinh không, nói chung là cảm giác đã đi rất xa. Nhưng trong cảm nhận của tinh bàn thì tiểu yêu giới vẫn còn xa tít tắp, tên họ Dương nào đó hơi uể oải. Sau 10 ngày, cuối cùng hắn cũng dừng lại, Mai Tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hắn đi tiếp. Mai Tỷ biết Dương Bách Xuyên mệt mỏi, bèn mỉm cười nói, đệ chỉ phương hướng, đổi thành ta dắt đệ đi. Dương Bách Xuyên sửng sốt. Quả thật 10 ngày nay toàn là hắn dắt Mai Tỷ thuấn di đi đường, hầu như Mai Tỷ không làm gì cả. Lúc này nghe nàng ấy nói xong, Dương Bách Xuyên thấy như vậy cũng được. Hiện tại Mai Tỷ cũng được coi là cao thủ, nàng ấy có truyền thừa của Long tộc, hắn biết một số thủ đoạn của nàng ấy, để Mai Tỷ dắt hắn đi không phải là không thể. Được. Dương Bách Xuyên gật đầu. Một giây sau, Mai Tỷ kéo hắn, vèo một cái biến mất tại chỗ. Nàng ấy cũng thuấn di. Khoảng cách thuấn di không kém hắn bao nhiêu. 7 ngày sau, Dương Bách Xuyên cảm nhận được tốc độ của Mai Tỷ dần chậm lại, bèn nói, Mai Tỷ, ta cảm thấy sắp đến rồi, chúng ta phi hành nhé, chứ cứ thuấn di thế này thì quá hao tổn chân nguyên và lực thần hồn. Đừng để đến tiểu yêu giới xảy ra biến cố gì,
chúng ta lại không thể đối phó được. Đúng là như thế, đệ khôi phục thế nào rồi? Mai tỷ dừng lại, hỏi. Tạm tạm rồi, tỷ cũng khôi phục pháp lực đi đã rồi nói sau. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy ra 9 quả linh đào mẫu thụ cho Mai tỷ khôi phục pháp lực. Trong tinh không không có linh khí trời đất, cũng có thể nói là linh khí trời đất chỉ có trong tinh cầu. Một ngày sau, nhờ có linh đào mẫu thụ của Dương Bách Xuyên nên Mai tỷ đã khôi phục tu vi. Nàng ấy mở mắt ra và nói, đi thôi. Lần này chúng ta phi hành đến đó, tiểu yêu giới không còn xa. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên lại nắm tay Mai tỷ. Bây giờ Mai tỷ đã quen rồi, kệ cho Dương Bách Xuyên nắm tay, có điều trong lòng cứ cảm thấy là lạ. Hai người phi hành tiến về phía trước. Chặng đường này rất yên bình, không xuất hiện bão tinh không gì đó. Trong cảm chi tinh bàn, bọn họ sắp đến gần tiểu yêu giới rồi, lúc này hai người nắm tay nhau phi hành cũng thấy nhẹ nhõm. Chuyện trên đời thường là như vậy, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sự cố sẽ xảy ra tại thời điểm mấu chốt nhất. Một ngày sau khi Dương Bách Xuyên và Mai tỷ phi hành trong tinh không, đột nhiên xung quanh có gió lớn kéo tới. Gió đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, như thể hai người vô tình bay vào một dòng lốc xoáy, hoặc có thể nói là rơi vào bẫy dòng xoáy. Không có sự chuẩn bị tâm lý. Vù vù. Cơ thể bỗng mất trọng tâm, lảo đà lảo đảo. Mai tỷ, mau phòng ngự. Là bão tinh không? Á! Mai tỷ phát ra tiếng hét kinh hãi. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên cũng rên một tiếng. Phụt phụt phụt. Hai người rơi vào trong gió lốc. Gió lớn thổi vào người như dao cắt. Nếu không phải hai người đều có nhục thể rắn giỏi, thì Dương Bách Xuyên cảm thấy lần này nhục thể sẽ bị cắt thành muôn mảnh. Tóm lại là toàn thân vô cùng đau đớn. Bão tinh không bất ngờ ập đến đã tách hai người ra. Hai bàn tay nắm lấy nhau bị tách ra, Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hắn biết rằng nếu lúc này Mai tỷ bị cơn bão tinh không cuốn đi, tinh hải mênh mông ai biết nàng ấy sẽ bị cuốn đi đâu. Lần chia tách này có lẽ khoảng cách là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn dặm hoặc xa hơn. Không có tinh bàn tinh hải thì chưa biết chừng sẽ không thể tìm thấy Mai tỷ. Mai tỷ. Dương Bách Xuyên hoảng sợ tột độ. Vù vù vù. Hắn đang ở trong bão tinh không nên không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gió lớn rít gào bên tai. Nơi này có trọng lực lớn, có cảm giác đau nhói như dao cứa vào da thịt, thật sự rất khốn khổ. Dương Bách Xuyên gào to, cố gắng thôi động pháp lực trong cơ thể. Hai thần thông đại mệnh tinh hiện ra. Hắn điên cuồng thôi động chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô để đối kháng với sức mạnh của bão lốc. Keng! Chuông Đông Hoàng phát ra âm thanh vang dội, phù văn màu vàng tỏa sáng, cánh cửa U Đô cũng mở ra ngay sau đó. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên đã đứng vững, và cũng chống chọi được bão tinh không. Hắn vội vàng nhìn về phía trước, bão lốc quay cuồng dưới tinh không đen thui, chỉ là một vùng tăm tối. Gừ! Đúng lúc này, Mai tỷ phát ra một tiếng thét dài. Dương Bách Xuyên nhìn thấy thoáng cái mà Mai tỷ đã bị gió bão cuốn xa vài trăm mét. Trong bóng đêm, hắn trông thấy một dải màu vàng sáng lên. Hắn biết đây là Mai tỷ đã hóa thành bản thể, nàng ấy cũng đang gắng sức chống lại bão lốc tinh không. Khi Dương Bách Xuyên trò chuyện với Hiên Viên Hoàng đế về chuyện tinh không, Hiên Viên Hoàng đế 5 lần 7 lượt dặn dò hắn nhất định phải coi chừng bão tinh không. Lúc đó hắn còn chưa tiếp xúc nên không quan tâm cho lắm, nghĩ rằng bão tinh không cũng chỉ có uy lực mạnh hơn bão bình thường một chút mà thôi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết mình đã sai quá sai. Bão lốc ở đây quả thật là bàn tay hắc ám đột nhiên xuất hiện trong tinh không. Á, mở cho ta. Dương Bách Xuyên gào to, ra sức đánh một quyền về phía trước. Hắn không mong gì khác, chỉ hy vọng có thể đánh tan một ít gió lốc để hắn đuổi theo Mai tỷ. Tuyệt đối không thể để Mai tỷ bị bão cuốn đi, đến lúc đó thì phiền to. Có trời mới biết gió bão sẽ thổi nàng ấy đến đâu. Mai tỷ không có tinh bàn trên người, nếu bị bão cuốn đi thì sẽ lạc trong tinh hải mênh mông. May mà sau khi Dương Bách Xuyên tung ra một quyền, lực cản của gió lốc đã giảm đi nhiều. Hắn vội vàng lách mình tiến về phía trước. Hắn đi đến đâu là điên cuồng vung từng quyền mở đường tới đó. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Mai tỷ. Lúc này bản thể khổng lồ của Mai tỷ đang vùng vẫy kịch liệt, ánh sáng vàng trên người vô cùng lấp lánh. Dương Bách Xuyên thấy mình chỉ còn cách Mai tỷ 20 mét. Nhưng ngay sau đó con ngươi chợt co rụt, hắn nhìn thấy Mai tỷ đang ở trong một dòng xoáy khổng lồ,
phía sau cách nàng ấy không xa có một dòng xoáy khổng lồ rộng vài trăm mét, trông như lỗ đen. Vốn dĩ bị cuốn vào gió lốc tinh không thì chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, bởi vì trong tinh không chỉ là một vùng tăm tối, nếu không có vô số vì sao soi sáng thì giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Nhưng giờ đây Dương Bách Xuyên lại tận mắt nhìn thấy một dòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn như lỗ đen, không biết bên kia là nơi nào. Tóm lại là Dương Bách Xuyên biết nếu bị cuốn vào thì tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Lúc này, hắn giận dữ hét lên, Pháp tướng thiên địa. Trong tiếng hét to, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Hắn đã thôi động Pháp tướng chí tôn, cơ thể bỗng trở nên cao lớn, biến thành thân Pháp tướng cao khoảng nghìn mét. Bởi vì hắn nhìn thấy Mai Tỷ đang ra sức vùng vẫy ngay sát mép dòng xoáy như lỗ đen kia, mà hắn chỉ còn cách nàng ấy khoảng 20 mét. Hơn nữa hiện tại Mai Tỷ đã hóa thành bản thể chân long dài trăm mét. Dương Bách Xuyên sợ không kịp, hiện tại hóa thành pháp tướng là biện pháp tốt nhất. Sau khi thân pháp tướng hình thành, Dương Bách Xuyên cấp tốc vươn tay túm lấy Mai Tỷ. Bách Xuyên không được đến đây, đệ mau đi đi. Lực hút ở đây vô cùng lớn, cả hai chúng ta sẽ bị rơi vào trong. Đừng tới đây, Mai Tỷ đang ở mép dòng xoáy khổng lồ nên nàng ấy có thể cảm nhận được lực hút khổng lồ do dòng xoáy này sinh ra mạnh cỡ nào. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nàng ấy đã tiêu hao gần hết pháp lực toàn thân, sắp kiệt sức rồi. Lúc này thấy Dương Bách Xuyên hóa thành người khổng lồ cao nghìn mét, duỗi hai tay ra túm lấy mình, đương nhiên nàng ấy hiểu Dương Bách Xuyên muốn kéo mình ra khỏi mép dòng xoáy. Nhưng lực hút khổng lồ bên từ dòng xoáy này quá lớn. Mai Tỷ biết Dương Bách Xuyên mà kéo mình thì hắn sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó cả hai người đều không thoát được, ai mà biết được bị hút vào trong dòng xoáy thì sẽ đến nơi nào, hoặc bên trong có gì. Vì thế Mai Tỷ hét to bảo Dương Bách Xuyên đừng tới đây, cứ mặc kệ nàng ấy. Nhưng Dương Bách Xuyên là loại người tham sống sợ chết ư? Tất nhiên không phải. Nghe Mai Tỷ nói vậy, tay hắn không dừng lại, miệng nói, đừng nói lời ngu ngốc, phải chết thì cùng chết. Hắn nói xong, hai tay đã bắt được tay Mai Tỷ. Trong lòng thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó mặt hắn biến sắc. Bởi vì có một lực hút khổng lồ không gì sánh nổi truyền tới. Lúc này, ngay cả pháp tướng cao nghìn mét của hắn cũng bị lực hút khổng lồ kéo đi. Đệ mau thả tay ra, Mai Tỷ thấy thân pháp tướng cao lớn của Dương Bách Xuyên cũng bị hút tới, trong lòng vô cùng sốt ruột. Không, thả. Dương Bách Xuyên cắn răng thôi động pháp lực toàn thân để chống lại lực hút khổng lồ từ dòng xoáy truyền tới. Nhưng hắn phát hiện ra lực hút trong dòng xoáy vượt quá tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn đã dùng hết sức lực nhưng cũng chỉ làm chậm lại tốc độ hút một chút xíu, thân pháp tướng khổng lồ đã sắp đến gần dòng xoáy. Pháp lực trong cơ thể biến mất như nước chảy, Dương Bách Xuyên biết nếu tiếp tục thế này thì hắn không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa, vận chuyển thân pháp tướng khổng lồ càng tiêu hao lực lượng. Hắn bèn nói với Mai Tỷ, Mai Tỷ biến về hình người đi, cơ thể càng lớn thì càng tiêu hao nhiều pháp lực. Một giây sau, Mai Tỷ hóa thành hình người, Dương Bách Xuyên cũng thu lại thân pháp tướng. Lúc này, hai tay Dương Bách Xuyên ôm chặt Mai Tỷ vào lòng. Hắn cứ tưởng thu lại thân pháp tướng thì có thể cầm cự thêm một lát, nhưng ai dè vào lúc này lực hút của dòng xoáy lại tăng lên. Bách Xuyên mau buông tay, để có thể thoát khỏi dòng xoáy mà. Nếu không cả hai chúng ta đều không thoát được. Mai Tỷ nóng lòng như lửa đốt, nhìn Dương Bách Xuyên với đôi mắt đỏ hoe. Đã bảo là đừng nói lời ngốc nghếch cơ mà, ta sẽ không buông Tỷ ra đâu, cùng lắm thì chúng ta cùng rơi vào dòng xoáy, cho dù trong dòng xoáy là địa ngục thì ta cũng đi cùng Tỷ. Chỉ là một dòng xoáy lạ mà thôi, không phải là thật sự chỉ có đường chết, vẫn chưa tới tình cảnh sinh ly tử biệt đâu. Tỷ đừng nói nữa, ôm chặt lấy ta, chúng ta cùng thôi động nội công chống đỡ. Chờ xem lát nữa dòng xoáy chết tiệt này có biến mất hay không. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa điên cuồng thôi động thần thông mệnh tinh là chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô, cố chống cự lại lực hút khổng lồ. Ta, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Mai Tỷ bỗng nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, trong cuộc đời một nữ nhân có thể gặp được một nam nhân cùng nàng vào sinh ra tử là một điều hạnh phúc không phải sao. Bách Xuyên, nếu lần này thoát nạn, Mai Tỷ sẽ làm nữ nhân của đệ. Tất nhiên Mai Tỷ chỉ nói những lời này trong lòng, tên họ Dương nào đó không biết. Lực hút của dòng xoáy khổng lồ đã trở nên đáng sợ như lỗ đen. Theo thời gian trôi qua, mặc dù Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ đều dốc hết sức chống đỡ nhưng vẫn bị lực hút kéo đến gần dòng xoáy từng chút một. Sau khi đến gần mép dòng xoáy 10 mét,
lực hút khổng lồ đã đạt tới giới hạn chịu đựng của Dương Bách Xuyên, pháp lực trong cơ thể khó mà chống đỡ được nữa. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nghĩ tới biện pháp tiến vào không gian bình càn khôn lánh nạn, nhưng lại phát hiện ra mình bị áp chế trong lực hút quá lớn và áp lực khổng lồ, không thể tiến vào được. Muốn tiến vào bình càn khôn chỉ là hy vọng xa vời. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, chỉ đành ôm chặt Mai Tỷ, sau đó từ bỏ chống cự. Đột nhiên hắn và Mai Tỷ bị hút vào trong dòng xoáy. Bộp bộp bộp, từng chuỗi âm thanh nặng nề vang lên. Trong bóng tối vô tận, Dương Bách Xuyên không nhìn rõ đó là cái gì, điều duy nhất hắn cảm nhận được là cơ thể hai người đang xoay vèo vèo. Trên người cũng có cảm giác như bị ngàn vạn chiếc roi quất lên, tiếng bộp 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 có lẽ là âm thanh này. Mặc dù hắn đã dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn khi bị roi quất. Mấy phút sau, trong dòng xoáy quay cuồng, ý thức của Dương Bách Xuyên dần mơ hồ. Cho đến khi hoàn toàn không còn ý thức. Không biết đã qua bao lâu, Dương Bách Xuyên bỗng mở mắt ra, cổ họng phát ra tiếng kêu đau. Á! Toàn thân đau nhói như bị kim đâm. Nhưng cũng chính cơn đau này đã giúp ý thức của hắn trở nên rõ ràng. Đầu đau từng cơn. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra chuyện mình và Mai Tỷ bị hút vào dòng xoáy sinh ra từ bão tinh không. Mai Tỷ. Phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên là Mai Tỷ còn sống không? Trong tầm mắt, giai nhân vẫn còn đây. Chỉ có điều tình huống hiện tại, khiến hắn hơi lúng túng. Tay hắn vẫn đang ở trong tư thế che chở cho Mai Tỷ, hai tay đan vào nhau ôm chặt Mai Tỷ. Đó là bởi vì hắn sợ Mai Tỷ bị kéo đi trong gió lốc dòng xoáy. Hai người tách ra sẽ lạc nhau trong tinh không, rất khó tìm được nhau. Lúc này nhìn Mai Tỷ hai mắt nhắm nghiền, Dương Bách Xuyên cảm thấy may mắn vì lúc trước mình đã làm như vậy. Nếu không với lực hút vô cùng đáng sợ của dòng xoáy kia, e là bọn họ đã bị thổi đến tận chân trời rồi. Hiện tại Dương Bách Xuyên khôi phục ý thức, toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng sau khi nhìn Mai Tỷ trong lòng, hắn đã quên bén nỗi đau đớn trên cơ thể. Bởi vì... hắn phát hiện ra lúc này cả mình và Mai Tỷ đều trần truồng. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là dưới áp lực khổng lồ trong dòng xoáy và lực hút quay cuồng như lưỡi đao, hai người họ cạn kiệt chân nguyên không còn phòng ngự, cuối cùng y phục trên người bị xé nát. Trên người hắn và Mai Tỷ đều chằng chịt vết sẹo, tựa như bị chém vô số nhát đao, nhát nào nhát nấy đều sâu tận xương, tuy nhiên hiện giờ vết thương đã kết sẹo. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nếu không phải hắn và Mai Tỷ đều là tu sĩ có nhục thể cường đại thì có lẽ đã biến thành một đống thịt nát rồi. May mà cả hai đều còn sống. Hai tay hắn ôm chặt eo Mai Tỷ, 10 ngón tay đan vào nhau chỉ còn lại xương, vết máu đông lại dính chặt vào nhau, nhất thời không thể tách ra được. Tất nhiên là vết thương nghiêm trọng, nhưng không phải vấn đề lớn. Hắn kiểm tra sơ qua, trừ ngoại thương ra, bên trong cơ thể đều bình thường. Dương Bách Xuyên không lo lắng về ngoại thương chút nào. Hắn thầm niệm trong đầu, nuốt một giọt nước sinh mệnh. Có một giọt nước sinh mệnh thì ngoại thương nặng đến mấy cũng chữa được. Có 3 giọt nước sinh mệnh thì hắn đã dùng một giọt, lại dùng ý niệm lấy ra 2 giọt còn lại, đặt lơ lửng bên môi Mai Tỷ, sau đó gọi nàng ấy, Mai Tỷ tỉnh dậy đi. Hai người đều ngất đi do áp lực chứ không bị thương chỗ hiểm. Sau khi Dương Bách Xuyên gọi, Mai Tỷ từ từ tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi đối mặt với tình trạng trần trụi, sắc mặt Mai Tỷ biến thành quả táo chín, bất giác muốn giãy ra. Ối! Á! Kết quả là hai người cùng kêu đau. Tuy chỉ là ngoại thương nhưng cũng không chịu nổi toàn thân chằng chịt vết thương. Mai Tỷ vừa giãy giụa, toàn thân hai người đau đến nỗi hít một hơi lạnh. Mai Tỷ đừng nhúc nhích, trước tiên uống nước sinh mệnh cho vết thương lành lại đã. 10 ngón tay của ta bị máu đông dính vào nhau rồi, muốn thả tay cũng không tách ra được. Tên họ Dương nào đó vội vàng nói. Thật ra Mai Tỷ cũng vậy, trong tình huống lúc đó hai người ôm chặt nhau không tách ra. Lúc này tình trạng của hai người tệ vô cùng, tuy ngượng ngùng nhưng cũng đành tạm thời hồi phục vết thương trên người trước. Mai Tỷ nghe Dương Bách Xuyên nói xong, lập tức uống 2 giọt nước sinh mệnh. Nửa canh giờ sau, vết thương trên người họ đã được nước sinh mệnh chữa trị. Khôi phục như ban đầu. Lúc này hai người mới tách ra. Còn một bước cuối cùng phải làm. Tuy vết thương đã lành, nhưng vết máu trên người vẫn phải xử lý. Dương Bách Xuyên đứng dậy, toàn thân lắc mạnh. Dưới chân nguyên vận chuyển, vết máu trên người hóa thành tro, để lộ cơ thể vạm vỡ. Lúc này hắn không nhìn Mai Tỷ, mà đang quan sát hoàn cảnh chung quanh.
hắn phát hiện ra hai người họ đã rơi vào chính giữa một bông hoa khổng lồ. Là một bông hoa màu trắng ngà trông giống hoa mẫu đơn, mặt trong có lớp lông nhung, dẫm lên vô cùng thoải mái, to cỡ một căn nhà. Thật không ngờ trong tinh không, sau khi bọn họ bị bão tinh không hút vào dòng xoáy lại xuất hiện một bông hoa to như vậy. Dương Bách Xuyên phóng thần thức kiểm tra thì nhận ra nơi này là một khu rừng đầy hoa khổng lồ nở rộ. Là một thế giới hoa. Ở thế giới này, bông hoa bình thường hay gặp dường như được phóng đại gấp nghìn vạn lần. Hoặc là sau khi đến nơi này, hắn và Mai Tỷ bị teo nhỏ gấp nghìn vạn lần. Bị lực hút của dòng xoáy kéo đến một thế giới hoa, một rừng hoa khổng lồ rợp trời. Xuyên qua hoa lá trên đỉnh đầu nhìn bầu trời đầy sao, hình như đang là buổi tối. Dương Bách Xuyên không biết mình và Mai Tỷ đã đến một thế giới như thế nào, nhưng hắn nghĩ đây là thế giới xa lạ thì chờ trời sáng rồi ra ngoài xem thử. Dù sao cũng là thế giới xa lạ, ai mà biết được bên ngoài có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vô thức quay sang nói với Mai Tỷ, Mai Tỷ, xem chừng hiện tại là buổi tối, chúng ta đợi ngày mai hắn ra. Chữ ngoài còn chưa nói ra, tên họ Dương nào đó đã run lên, tim đập dồn dập. Hắn xoay người lại đúng lúc trong kẽ hoa đường kính hơn một mét trên đỉnh đầu có ánh sao rơi xuống, chiếu lên người Mai Tỷ. Mai Tỷ vừa mới xử lý xong vết máu toàn thân, đứng dưới ánh sáng chiếu rọi khiến tên họ Dương nào đó trợn tròn mắt. Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc tên họ Dương nào đó trở nên trống rỗng, máu trong người bắt đầu thiêu đốt, chỉ cảm thấy trong người có một con mãnh thú thức tỉnh, muốn nuốt Mai Tỷ vào bụng. Ực! Hắn kìm lòng không đậu, tiếng nuốt nước miếng vang lên. Mai Tỷ, Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được nữa, thô lỗ ôm Mai Tỷ vào lòng. Oan gia, lúc trước mình đã hứa hẹn thì phải thực hiện, toàn thân Mai Tỷ nóng rẫy, trong lòng tự nhủ. Giờ khắc này, một nam một nữ trần truồng như củi khô bốc lửa. Bên ngoài ánh sao lấp lánh, trong thế giới biển hoa khổng lồ vô tận có một bông hoa không ngừng lấp lóe dưới trời sao, lên lên xuống xuống. Giọng nam giọng nữ vọng ra từ trong bông hoa to như căn phòng. Chỉ có điều không được bình thường. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên mở hai mắt giữa ánh sáng chói lóa, nhưng lại phát hiện, không biết cánh hoa khổng lồ kia đã nở từ bao giờ. Điều này cũng giống như quy luật của tự nhiên, một số loài hoa sẽ co lại vào ban đêm và nở lại vào ngày hôm sau khi có ánh nắng mặt trời. Một đêm phóng túng trôi qua, lúc này hắn bị ánh sáng của mặt trời đánh thức. Người con gái xinh đẹp trong ngực vẫn đang ngủ say. Nhìn nước da trắng như ngọc và dáng người thon thả của Mai Tỷ, Dương Bách Xuyên không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng lại nổi lên ham muốn. Nhưng hắn cũng không muốn quấy rầy tới nàng, hít sâu một hơi, ép lửa nóng trong người xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi chậm rãi đứng dậy, Dương Bách Xuyên phất tay lấy ra hai bộ quần áo từ trong không gian càn khôn, để lại cho Mai Tỷ một bộ, hắn mặc quần áo tử tế rồi đứng trên cánh khoa khổng lồ quan sát biển hoa dưới ánh nắng mặt trời. Trước mắt cũng không biết đây là thế giới gì, sau khi bị vòng xoáy hút vào thì hiện tại đã mất phương hướng. Nhưng hắn có thể chắc chắn, nơi này chắc hẳn là một tinh cầu nào đó, hoặc nói đây là một thế giới nhỏ. Có tinh bàn ở đây thì sẽ không lo lạc đường. Mà hiện tại trong mắt hoàn toàn là một thế giới biển hoa, giữa không khí tràn ngập mùi hoa thấm vào lòng người, hít sâu một hơi chậm rãi khoan khoái. Linh khí ở nơi này không hề thua kém tu chân giới. Ở đây như một chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ không biết nơi này có sinh linh tu luyện hay không. Dương Bách Xuyên nhắm mắt, phóng thần thức xem thử. Thần thức của hắn đi 300 vạn dặm mới dừng lại, không giống như trong tinh không. Ở tinh không, thần thức có thể đạt tới nghìn vạn dặm, gấp 3 lần so với nơi này. Dương Bách Xuyên đoán có lẽ do sự khác biệt của môi trường giữa tinh không và thế giới nhỏ. Thân là tu sĩ phi thăng cảnh sơ kỳ, thần thức 300 vạn dặm cũng không tính là nhiều. Nhưng cũng không ít. Toàn bộ khung cảnh của 300 vạn dặm được bao trọn trong thần thức, Dương Bách Xuyên phát hiện khắp nơi đều là biển hoa, hiện tại hắn có thể xác định, toàn bộ thế giới này đều là hoa. Nơi nơi là những đóa hoa khổng lồ bất tận, đủ loài hoa với vô số chủng loại, hơn nữa tất cả đều rất xa lạ, hắn chưa bao giờ thấy nhiều loại hoa như vậy. Ngoại trừ cái đó ra thì vấn đề mà Dương Bách Xuyên quan tâm nhất là có vật sống hay không. Theo lý mà nói thì ở một thế giới tràn trề sức sống như thế này, linh khí cũng nồng đậm, đây là một mảnh đất lành, lẽ ra phải có sinh linh tu luyện, nhưng Dương Bách Xuyên lại không phát hiện ra bất kỳ ai. Thậm chí là yêu thú cũng không có. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng quái lạ. Nhưng mà cũng coi như bình thường,
Trong tinh hải bát ngát có vô số tinh cầu, cũng có rất nhiều những thế giới tinh cầu chưa được phát hiện ra, vậy nên cũng không có sinh vật sống. Lúc này là lúc mặt trời mới mọc, vô số đóa hoa giống như nơi hắn và Mai Tỷ đang nằm đang chậm rãi nở rộ dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Trong phạm vi 300 vạn dặm không phát hiện sinh vật sống, Dương Bách Xuyên thu hồi thần thức. Nếu đã không phát hiện ra sinh vật sống, Dương Bách Xuyên cũng yên tâm hơn nhiều, ít nhất thì hiện tại bọn họ được an toàn, không cần phải lo lắng sẽ gặp phải thứ gì. Đợi Mai Tỷ tỉnh dậy thì bọn họ sẽ rời khỏi đây, chưa tới tiểu yêu giới đã bị một cơn lốc ở tinh không cuốn tới nơi này. Xem như là đi nháp đi. Hắn vừa nghĩ vậy thì giọng Mai Tỷ vang lên từ phía sau, tìm ra đây là nơi nào chưa? Dương Bách Xuyên quay lại thì Mai Tỷ đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ là gương mặt đỏ ửng trông vô cùng quyến rũ. Sau khi cùng nhau trải qua sinh tử và đột phá tuyến phòng thủ cuối cùng, sự quan tâm giữa hai người lúc này trở nên thân thiết hơn. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, Mai Tỷ trong ấn tượng của hắn đã dừng lại khi hắn xem tỷ ấy là nữ thần. Lúc học đại học, Mai Tỷ chính là ngôi sao lớn, là nữ thần trong lòng bọn họ, tuổi trẻ ai chẳng có ngôi sao mà mình ngưỡng mộ. Dương Bách Xuyên đương nhiên không phải ngoại lệ, mặc dù hiện tại Mai Tỷ đã hóa thành chân long, nhưng linh hồn vẫn là của Mai Tỷ, hơn nữa sau khi hóa hình, tỷ ấy vẫn giữ nguyên gương mặt cũ, không hề thay đổi, hiện tại tỷ ấy trở thành nữ nhân của hắn cũng là chuyện nước chảy thành sông. Bởi vì hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử không ít lần, mấy trăm năm từ trái đất tới tu chân giới, bảo hai người không có cảm tình là nói dối. Mai Tỷ cũng nghĩ giống hắn, lúc ở vòng xoáy, trong lúc sống chết Dương Bách Xuyên cũng không buông tay nàng, phụ nữ ai chẳng cảm động, nàng âm thầm hứa hẹn, hiện tại cũng xem như hoàn thành tâm nguyện trong lòng nàng. Lúc này nhìn thấy Dương Bách Xuyên, trong lòng Mai Tỷ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, kiếp trước nàng là ngôi sao lớn, trải qua bao tình yêu trai gái nhưng chưa từng gặp được người có tâm, hoặc là có nhưng lại chỉ mang cho nàng nhiều tổn thương mà không phải hạnh phúc. Không có bất cứ người đàn ông nào đối xử với nàng như Dương Bách Xuyên, trong lúc sống chết, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng. Nàng vốn tránh né Dương Bách Xuyên là bởi vì giữa hai người có giới hạn tuổi tác, nhưng sau khi trở thành tu sĩ, vấn đề này đã không còn tồn tại nữa. Đôi khi, muốn phá bỏ tầng giấy mỏng giữa hai người cần có thời cơ hoặc hoàn cảnh. Cơn lốc lần này đã cho bọn họ cơ hội, thật ra Mai Tỷ rất cảm ơn cơn lốc xoáy này, nếu không thì giữa nàng và Dương Bách Xuyên sẽ chẳng tiến thêm một bước. Hai người nói chuyện một lúc rồi nhảy vọt lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này để tiến vào tinh không, mục tiêu của Dương Bách Xuyên là tới tiểu yêu giới để tìm cách phục hồi yêu đan cho Trồn Nhi, hắn sẽ không dây dưa ở chỗ này. Bọn họ bay thẳng lên giống như đôi thần tiên. Nhưng ngay sau đó... Một cảnh khiến Dương Bách Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Khi hắn và Mai Tỷ bay tới độ cao 10.000 mét, bọn họ đột nhiên bị bật ngược lại như thể va phải một bức tường trong suốt. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ bị bắn ngược lại vài trăm mét mới ổn định được cơ thể. Có kết giới. Mai Tỷ nói. Quả thật là có kết giới, đúng là kỳ quái, rõ ràng thần thức của ta không phát hiện ra nơi này có sinh vật sống. Sao lại có kết giới ở đây được? Dương Bách Xuyên nhìn kết giới trên đỉnh đầu, vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Từ cảnh tượng vừa rồi bị bắn ngược trở lại, kết giới này tuyệt đối không phải loại bình thường, khi dùng thần thức cảm nhận, trong lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống, hắn phát hiện nơi mà thần thức có thể đi đều có kết giới, nói không chừng toàn bộ thế giới này đều bị kết giới bao phủ. Loại kết giới có thể bao trọn được một thế giới nhỏ, bản lĩnh này vượt quá sức tưởng tượng. Bầy kết giới không có. Nhưng muốn bày ra kết giới bao phủ cả một thế giới nhỏ ở bên trong, bản lĩnh này e là toàn bộ tu chân giới cũng không có ai làm được. Nhưng đây chỉ là suy đoán tạm thời của Dương Bách Xuyên, cũng có thể kết giới này không phải bao phủ toàn bộ, hoặc chỉ một nửa đi. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long trong tay, bảo Mai Tỷ chờ hắn đi phá kết giới, vách tường của thế giới lớn hắn còn có thể phá được, phá kết giới này hẳn là không khó. Toàn sức mạnh dung hợp với uy lực của kiếm bay đi. Phía trên kết giới vang lên một tiếng nổ lớn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên chết lặng, thanh kiếm của hắn thực sự không có bất kỳ tác dụng gì với kết giới. Lần này, trong lòng Dương Bách Xuyên lại nặng nề hơn. Hắn không tin, xuất kiếm 3 lần đều rơi cùng một vị trí, nhưng kết quả vẫn như cũ, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho kết giới. Chúng ta cùng thử xem. Lúc này, Mai Tỷ tiến lên nói. Dương Bách Xuyên gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có cách này. Gào. Mai Tỷ trực tiếp hóa thành chân long,
vừa ra tay đã dùng toàn lực. Ầm ầm ầm. Sau nửa giờ, hai người đều có chút mệt mỏi dừng lại, bọn họ đưa ra một kết luận là không thể phá vỡ kết giới này, sức lực có mạnh hơn 10 lần thì cũng không làm được gì. Vốn còn định triệu hoán Tiểu Phượng Hoàng và Trịnh Bân Bân ra giúp đỡ, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên biết cho dù hai người họ có hỗ trợ thì cũng vô dụng. Kết giới này quá mạnh, đây căn bản không phải năng lực mà tu chân giới có thể có. Không còn cách nào, hai người bàn bạc, đi tìm thử ở thế giới này, nếu như bọn họ bị cơn lốc cuốn tới đây, chứng minh sẽ có đường ra ngoài. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên Mai Tỷ đã thi triển thuật thuấn di, kiểm tra toàn bộ thế giới này, đúng như những gì bọn họ đã suy đoán, toàn bộ thế giới bị bao phủ trong kết giới, nhưng hai người cũng phát hiện ra điểm bất thường. Có bốn ngọn núi ở đông, tây, nam, bắc, còn lại thì giống như một cánh đồng hoa, liếc mắt là thấy biển hoa vô tận. Cuối cùng cũng phát hiện ra sinh vật sống, tất cả đều ở khu vực rìa biên giới. Hoặc là sống trong núi, nhưng tất cả sinh vật này đều khiến cho Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ ngạc nhiên, vẻn vẹn chỉ có ba loại. Dương Bách Xuyên và Mai Tỷ phát hiện ra thế giới này cũng không tính là lớn, khoảng chừng nghìn vạn dặm, bốn phía có bốn ngọn núi lớn. Ngoại trừ ngọn núi phía đông không có sinh vật sống thì phía tây có tộc gấu, phía nam có tộc khỉ, phía bắc còn quỷ dị hơn là đàn ong mật. Vùng đất trung tâm của bốn ngọn núi này đều là biển hoa. Lúc trước không phát hiện ra, bây giờ đứng trên không trung mới thấy nơi này lại có sinh vật sống, nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên khó hiểu là, dù là khỉ, gấu hay ong mật thì đều vô cùng lớn, hơn nữa Dương Bách Xuyên không hề cảm nhận được bất kỳ yêu khí nào trên người bọn chúng, hoàn toàn giống như khỉ, gấu và ong mật bình thường. Nhưng cũng khác thường bởi vì trong mắt hai người họ, tất cả đều mang kích thước loại lớn. Cũng giống như biển hoa, kích thước của chúng đều được phóng lên gấp trăm ngàn lần, lúc này hắn và Mai Tỷ đứng trước mặt chúng lại giống lũ kiến hôi. Đúng là một thế giới quỷ dị. Hơn nữa xung quanh toàn bộ thế giới này đều là kết giới vô hình, từ bố cục của bốn ngọn núi nằm ở phía đông, tây, nam, bắc và biển hoa, nơi này càng giống với một vườn hoa lớn được xây dựng. Dương Bách Xuyên cũng không biết sự xuất hiện của khỉ, gấu và ong mật là có ý gì, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ có mặt ở nơi này. Trên bốn ngọn núi có vô số đại thụ, vùng đất trung tâm chính là biển hoa. Nếu nói đây không phải do người làm, đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Điểm khác biệt duy nhất là ở trong ngọn núi phía đông, Dương Bách Xuyên không phát hiện ra bất kỳ sinh vật sống nào, mục tiêu hiện tại của hắn và Mai Tỷ là tìm đường ra, mà ngọn núi phía đông là có khả năng nhất, bọn họ chọn nơi này để ra tay. Ba ngọn núi còn lại, vẫn nên tránh thì hơn. Mặc dù hắn không cảm nhận được trên cơ thể của khỉ, gấu và ong mật có yêu khí hay linh khí dao động, vô cùng bình thường. Nhưng với kích thước khổng lồ và được đặt ở một hoàn cảnh quỷ dị như thế này, chứng tỏ càng trông bình thường thì lại càng không bình thường, sự việc khác thường ắt có biến, Dương Bách Xuyên vẫn luôn tin vào chân lý này. Sau khi bàn bạc với Mai Tỷ, hai người đi thẳng tới ngọn núi lớn ở phía đông. Từ trên cao đáp xuống, hắn vốn định dừng ở trên đỉnh núi nhưng không ngờ, trên núi cũng có kết giới, căn bản không tiến vào trong được, thần thức cũng không cách nào thăm dò. Hết cách, hai người chỉ đành dừng ở chân núi. Sau khi tiếp đất, Mai Tỷ nói, Vân Tử, bên kia có tấm bia đá. Dương Bách Xuyên nhìn qua, quả thật là có một tấm bia đá cao hơn 3 mét. Qua đó xem thử. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, nhìn thấy tấm bia đá kia, hắn càng thêm tin tưởng nơi này là một thế giới được kiến tạo. Hai người đi tới trước bia đá, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bên trên là chữ viết thông dụng của tu sĩ, hắn thở phào một hơi, ít nhất là biết được thông tin về thế giới này. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt hắn là dòng chữ, vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương. Chỉ tiếng chữ viết trên tấm bia đã khiến toàn thân Dương Bách Xuyên run lên. Tiên Vương hiển nhiên là người tới từ tiên giới, cũng không biết là cấp bậc gì, nhưng nhất định là không kém. Nhìn sang bên cạnh là chữ nhỏ chi chít dày đặc. Câu đầu tiên là vị tiên này trải qua 3.000 năm du ngoạn, tới hoa hải tinh, hứng thú nên đã cho phép xây dựng vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương. Dương Bách Xuyên đọc từng câu từng chữ, mấy phút sau, cuối cùng hắn cũng biết vì sao nơi này lại kỳ quái như vậy. Theo như trên tấm bia biết, có lẽ là ở thời kỳ thượng cổ, có một vị tiên vương tên là Lam Tâm hạ giới du ngoạn tới nơi này, hoặc nói đúng ra thế giới nhỏ này có tên là hoa hải tinh, nhìn thấy ở đây hoa tươi nở rộ liền thích. Trong lúc vui vẻ đã biến nơi này thành vườn hoa của nàng ấy, đặt tên là vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương.
Cái tên đã nói lên thân phận của người kia, Lam Tâm nghe giống tên của nữ nhân, yêu thích hoa, hơn nữa còn là một vị tiên vương. Vị Lam Tâm tiên vương này không có việc gì làm, buồn chán nên mới xây dựng nên khu vườn này, chỉ để cho vui mà thôi. Nhưng lại sử dụng bản lĩnh của tiên vương, thay đổi quy luật đất trời của một thế giới, thứ nàng dùng chính là pháp tắc thần thông của Lam Tâm tiên vương. Tổng thể thì đây là một pháp tắc thần thông, tương tự như sức mạnh kỳ diệu của từng bông hoa, hạt cát, thay đổi toàn bộ thế giới này. Tức là sau khi nơi này được sử dụng sức mạnh thần thông của pháp tắc, sự vật ở đây sẽ thu nhỏ hoặc phóng to gấp trăm ngàn lần, hoặc thế giới bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của quy luật. Sau khi bước vào đây, sinh vật sống rất có thể sẽ bị phóng to hoặc thu nhỏ lại hàng nghìn lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.